Trong một trung tâm khí tượng, hai cha con người Lao Công dạo bước trên hành lang tăm tối thì bất ngờ hai người thần bí xuất hiện tấn công hai cha con ông ta. Mặc dù ông đã chống trả ác liệt nhưng khi sắp chạy ra cửa, một nguồn sức mạnh to lớn tỏa ra thiêu cháy ông trước mặt người con trai. Điều này đã tạo ra một nỗi ám ảnh to lớn cho người con, ảnh hưởng tới cả tương lai sau này. Vậy động cơ xét hẹo người Lao Công của hai người thần bí kia là gì và sức mạnh của bọn họ từ đâu mà ra? Câu chuyện bắt đầu vào mùa hè năm 2005, những người công nhân đang làm việc trong một công xưởng. Còn người phụ nữ này đang gọi điện cho con trai, chính vào lúc này công xưởng đột nhiên mất điện. Đường dây điện thoại cũng vì thế mà bị cắt ngang. Cậu con trai ở đầu dây bên kia bất ngờ phát hiện ra có gì đó bất thường. Cậu bé này tên là Seha và cũng chính là nam chính của chúng ta. Cậu nhẹ nhàng mở cửa sổ ra xem thử thì chỉ nhìn thấy trên trời tràn ngập cực quang kỳ lạ. Ngay đến cả đám học sinh trên sân trường cũng nhìn thấy cực quang này dưới sự dẫn dắt của giáo viên. Đám học sinh sợ hãi trước cảnh tượng này vội vàng chạy vào trong lớp học. Lúc này họ vẫn chưa biết rằng bão mặt trời sẽ hủy diệt loài người đang càn quét trái đất. Khí hậu cũng có những thay đổi lớn, nạn đói đã bùng phát trên diện rộng và thế giới sắp hứng chịu một thảm họa, thông tin liên lạc và điện toàn cầu cũng bị tê liệt. Máy bay mất kiểm soát lao xuống biển, ngay đến cả tàu thuyền cũng ngừng hoạt động. Thực ra con người đã sớm dự đoán được cơn bão mặt trời này, cho nên đã chuẩn bị trước mạng lưới phòng thủ ở bên ngoài trái đất, thế nhưng lưới điện đã bị phá hủy bởi cơn bão mặt trời đầu tiên. Do đó trong một căn cứ bí mật ở Hàn Quốc, mọi người đều đang hồi hộp nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt. Các nguyên thủ quốc gia cũng đang hồi hộp theo dõi từng động thái của Hàn Quốc vì đảm bảo cuối cùng cho nhân loại là sửa chữa được lưới điện phòng ngự càng sớm càng tốt. Chính vào lúc mọi người đang chờ đợi hệ thống được kết nối với mạng lưới thì đột nhiên hệ thống của họ lại không có phản ứng mà bị kẹt cứng. Cục trưởng đang vô cùng hoang mang nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh để quan sát tất cả. Lúc này bão mặt trời đã tấn công trái đất, tất cả TV đều đã trở thành một màn hình nhiễu sóng quen thuộc. Lúc này tiếng TV đã thu hút sự chú ý của Seha đang chăm chỉ học bài. Thì ra khi TV đã phục hồi tín hiệu, cậu vội vàng kéo rèm cửa ra và phát hiện cực quang cũng đã dần tan biến. Hóa ra mạng lưới phòng ngự bị lỗi đã thành công liên kết một cách khó hiểu. Và Hàn Quốc lại lần nữa thành công cứu được cả địa cầu và nhân loại. Mạng lưới phòng thủ đã thành công khởi động lại khiến mọi người ai cũng vô cùng vui mừng. Lúc này một người phụ nữ đến phòng làm việc không một bóng người. Trong lòng cô biết rất rõ dựa vào trình độ của họ căn bản không thể nào khôi phục lại hệ thống trong thời gian ngắn như vậy. Nên chắc chắn là người thần bí đó đã giúp họ khôi phục lại mạng lưới phòng ngự. Mà lúc này người thần bí đó đang chăm chú nhìn lên bầu trời, trong nháy mắt thời gian đã đến năm 2022. Lúc này Hesa cũng đang làm việc ở cực quang lý bí mật này. Hôm đó anh đi cửa hàng tiện lợi mua túi đựng rác, chính lúc đang chuẩn bị lái xe rời khỏi thì anh lại phát hiện ra trên tay có dính máu, mà trên gói túi rác vừa mới mua cũng có dính vết máu. Lúc này anh lại nhìn thấy nhân viên thu ngân mang theo rượu rời khỏi siêu thị. Điều này khiến anh nghĩ lại hành động kỳ lạ vừa rồi của anh ta, lẽ nào người vừa rồi không phải là nhân viên cửa hàng? Thế là anh lập tức xuống xe xem xét tình hình, nhanh chóng quay về cửa hàng tiện lợi. Khi anh mở cửa kho ra xem thì lại phát hiện ra một cảnh tượng kinh hoàng, nhân viên thực sự của cửa hàng hiện tại đang nằm trên vũng máu. Thế là anh vội vàng thông báo cho cảnh sát đến điều tra, rất nhanh cảnh sát cũng đã tới hiện trường. Sau khi cảnh sát xe bốc kiểm tra một lượt xong thì cầm cây kéo lên. Trong đầu không ngừng xuất hiện từng động tác của tên sát thủ, lúc này anh đồng nghiệp khác cũng đã phát hiện ra cảnh tên hung thủ và nạn nhân đang nói chuyện qua camera giám sát. Còn Seo Hee là nhân chứng duy nhất nên đã được giữ lại để chỉ ra hung thủ. Tuy nhiên camera giám sát chỉ có hình mà không hề có tiếng. Thế nhưng Seha chỉ xem một lần đã giải mã được cuộc nói chuyện giữa hai người, thì ra nạn nhân đã cảnh cáo đối phương không được uống rượu trong cửa hàng. Mọi người nghe xong đều vô cùng kinh ngạc, mà những lời Hesa nói chỉ có Sebok tin, vì cô cũng phát hiện ra khi hung thủ mở rượu ở một bên. Đã bị nạn nhân nghe được tiếng mở rượu, lẽ nào nguyên nhân hung thủ ra tay với nạn nhân chính là vì không cho hắn uống rượu trong cửa hàng sao? Điều này khiến cảnh sát trưởng rất đau đầu. Lúc này Sebok cũng đang cẩn thận thu thập dấu vân tay của hung thủ. Nhưng cô phát hiện ra trên dấu vân tay của hắn đầy vết chai sạn. Nghe đến đây Hesa cũng nói rằng mình phải đi rồi. Sau khi về đến nhà anh lại cẩn thận chăm sóc người mẹ đang nằm trên giường bệnh. Lúc rảnh tay anh cũng không quên luyện khả năng của mình. Anh tự tưởng tượng ra một khẩu súng và dựa vào video hướng dẫn mà thành thạo lắp ráp. Lúc này anh đột nhiên nhìn thấy bản tin chính là tin về vụ nhân viên cửa hàng tiện lợi hôm nay bị sát hại. Khi thấy cảnh người thân của nạn nhân oán than trong bệnh viện đã khiến anh không kìm nén được cảm xúc mà nhớ tới cảnh tượng mẹ anh gặp tai nạn. Còn ở bên này, phía cảnh sát thông qua manh mối đã tìm đến chỗ mà hung thủ đang ẩn nấp, nhưng khi xông vào phòng lại phát hiện ra hung thủ đã không còn ở đây. Lúc này Sebok phát hiện trong phòng có động tĩnh, thế là cô liền chạy vào trong và phát hiện ra hung thủ đang trèo tường ra ngoài. Sebok vội chạy đến ôm chặt lấy chân hắn, nhưng không ngờ được là lại có người ném dây từ trên nóc nhà xuống giúp hắn chạy thoát thân. Cô cũng không chịu thua mà vội vàng theo sau trèo lên. Nhưng dù là phụ nữ nhưng sức cô cũng khá trâu, thế là hai người cứ một người trước một người sau leo lên trên. Còn anh chàng đồng nghiệp lại đang đứng bên dưới lo lắng quan sát, cuối cùng hung thủ trèo lên trên trước. Nhưng sao hắn có thể tha cho cảnh sát đuổi theo mình được chứ? Chỉ thấy hắn cầm lấy sợi dây thừng mà không ngừng rung lắc, khiến Sebok suýt mất mạng. Khi mọi người đuổi lên trên mái nhà thì đã không còn thấy bóng dáng của tên hung thủ đâu nữa.
Lúc này một anh cảnh sát đã phát hiện ra nguyên nhân hắn chạy thoát là vì hắn đã dùng thang trốn qua bên đối diện. Không còn cách nào khác, mọi người đành phải chia ra để truy tìm hắn mà không biết rằng hắn đang trốn dưới gầm xe gần đó. Một lúc sau khi thấy xung quanh đã an toàn, hắn từ từ bò từ gầm xe ra. Chính vào lúc này một họng súng chĩa thẳng vào đầu hắn, thì ra xe bốc sớm đã phục sẵn ở đó. Chính lúc cô định bắt hắn thì đã bị một người thần bí tới ngăn cản. Đợi khi cô phản ứng lại thì hung thủ đã chạy mất dạng rồi. Thế là cô liền đứng dậy ra tay với người phụ nữ bí ẩn, nhưng cô ta đã nhanh chóng biến mất. Sebok thấy vậy thì đứng hình tại chỗ. Cô không dám tin vào mắt mình nữa. Đợi khi những người đồng nghiệp khác đến thì Sebok cầm lấy chiếc mũ mà người thần bí để lại cho họ xem và nói hết những chuyện xảy ra ban nãy cho họ. Nhưng cảnh sát trưởng căn bản không tin những gì cô nói. Thế nên cô đành phải tự điều tra và tìm ra sợi tóc của người thần bí đó. Đây là cực quang lý bí mật mang đậm tính khoa học công nghệ của Hàn Quốc, có công nghệ trí tuệ nhân tạo quét nhân viên ra vào suốt 24 giờ và có khả năng bảo mật cực kỳ cao, tới một chiếc dao cạo cũng không thể qua mắt được hệ thống này. Có điều ngay đến cả thang máy cũng được mở khóa bằng dấu tay. Thật đúng là thời đại của công nghệ mà. Khi vào bên trong, bọn họ phải tìm ra cánh cửa ẩn và vượt qua một lớp vân tay bảo mật nữa mới hoàn toàn vào được căn cứ. Mà bên trong lại chính là nơi mà Hàn Quốc đã cứu cả thế giới. Chính ở đây họ đã chống chọi được với cơn bão mặt trời. Seha đến văn phòng, chuyện đầu tiên anh làm chính là lấy thùng rác của cấp trên ra trực tiếp đổ vào thùng rác của mình. Đã vậy còn không quên nhìn qua một lượt những đồ mà cấp trên đã dùng. Và lý do anh làm vậy cũng có mục đích của riêng mình. Nhưng những đồng nghiệp lại chế nhạo cách làm này của anh, cười nhạo anh ngày nào cũng nịnh hót cấp trên. Seha căn bản không thèm để ý đến họ, mà bắt đầu thông qua quyền hạn của nội bộ điều tra hồ sơ vụ án được phía cảnh sát trình báo tối qua và đã biết được thông tin về sự biến mất bí ẩn của người thần bí. Nhưng chính lúc anh vừa định xem đoạn quan trọng thì cấp trên đột nhiên lại gọi điện cho đồng nghiệp bên cạnh. Seha sợ bị cấp trên phát hiện nên đã vội vàng dùng chiếc gương trên bàn để kiểm tra khẩu hình của cô, sau đó mới yên tâm tiếp tục đọc bài báo của thám tử Sebok. Có lẽ người khác không ai tin những gì cô nói, nhưng kể từ khi chứng kiến cơn bão mặt trời càn quét trái đất, Seha cũng muốn biết người thần bí này là ai. Vì mười mấy năm trước đó, khi cơn bão mặt trời sắp hủy diệt toàn bộ trái đất, thì chính là người thần bí đó đã giúp Hàn Quốc khôi phục lại mạng lưới phòng ngự, do đó mọi người mới thành công vượt qua được thảm họa tàn khốc này. Nhưng tại sao mười mấy năm qua không thấy tung tích của người thần bí này đâu, mà bây giờ lại đột nhiên xuất hiện ở đây, hơn nữa lại còn giúp tội phạm giết người chạy trốn nữa? Hàng loạt những câu hỏi không ngừng xuất hiện trong đầu Seha. Đồng thời lúc này cảnh sát Sebok cũng đã phác lại khuôn mặt của người bí ẩn. Ngày hôm sau, người của cơ quan quản lý bí ẩn xông vào đồn cảnh sát, yêu cầu được thụ lý và điều tra vụ án xét hẹo nhân viên tiện lợi, đồng thời còn nghiêm túc hỏi tung tích của thám tử Sebok. Nhưng thám tử trưởng nhìn thấy bộ dạng kiêu ngạo của họ thì thấy rất ngứa mắt nên đã chất vấn họ đến từ đơn vị nào. Khi ông đang trưng bộ mặt đầy nghi ngờ ra nhìn họ thì một anh nhân viên đi vào nói rõ thân phận của họ. Còn phó cục trưởng của cực quang lý vẫn không ngừng hỏi tung tích của Sebok. Bất lực, cảnh sát trưởng chỉ đành nói ra chỗ của Sebok. Nghe đến đây, hai người Seha lập tức lái xe phóng như điên đến chỗ cô. Còn Sebok lúc này đã lấy được báo cáo giám định DNA của người thần bí. Nhưng nhân viên giám định lại nói với cô một thông tin giám định khiến người khác không thể nào tin nổi. Bác sĩ nói rằng DNA của người thần bí đem so sánh với xương thì cho ra kết quả là tất cả xương đều đã bị chật khớp. Theo lý thuyết, người này không thể sống được. Nghe thấy sự thật phản khoa học này, Sebok đứng hình tại chỗ. Hơn nữa, cô nhìn vết sẹo để lại trên cánh tay mình, trong đầu cô không ngừng xuất hiện cảnh tượng tối qua. Mà vết sẹo chính là người bí ẩn đó đã để lại cho cô sau khi trở lại xe. Đang chuẩn bị đọc tài liệu giám định thì cấp trên lại gọi điện cho cô, bảo cô ở đó đợi nhân viên của cực quang lý đến, đồng thời phải giao lại tất cả báo cáo giám định cho họ. Nhưng Sebok sao có thể nghe theo sắp xếp của cấp trên được, do đó cô đã trực tiếp lái xe rời khỏi đó. Lúc này Seha vừa hay đã nhìn thấy Sebok lái xe đi, thế là anh không nói gì mà trực tiếp quay đầu đạp ga đuổi theo, bám sát ngay sau xe của cô. Và sau đó là màn bẻ lái tăng tốc bất chấp tất cả, đợi sau khi ép Sebok dừng lại. Elchin tức giận xông đến cạnh cửa xe cô, bảo cô giao ra báo cáo giám định của người thần bí. Sebok cũng chẳng dễ bị bắt nạt, cô cương quyết không giao cho bọn họ bởi đây là kết quả điều tra của cô và cho rằng bọn họ không có đủ thẩm quyền để lấy nó. Nghe đến đây, Elchin cũng cứng họng không đốt lại được, thấy cuộc nói chuyện của hai người sặc mùi thuốc súng. Seha ý thức được quan hệ của hai người không hề bình thường, do đó anh đã ra mặt yêu cầu Sebok thông cảm, đồng thời đã thuyết phục cô bằng những lời tử tế, vì vậy cô mới bớt giận mà giao báo cáo giám định của người thần bí lại cho Seha. Sau khi xác nhận Sebok chưa hề xem bản báo cáo, họ cũng rời đi. Tiếp đó họ lại tìm đến nhân viên làm việc trong khoa giám định. Sau khi thấy họ, bác sĩ liền tỏ ra vô cùng khó hiểu. Nhưng điều khiến ông càng khó hiểu hơn là bất luận ông có điều tra thế nào thì cũng không thể tìm ra được bất cứ thông tin nào của cực quang lý. Điều này khiến ông vô cùng nhức cái đầu. Cùng lúc đó, tên hung thủ khó khăn lắm mới trốn thoát được. Khi hắn nhìn thấy người khác đang ăn thì không ngừng nuốt nước bọt. Do đó hắn đã nảy lên ý định dùng cơ bắp để kiếm chút tiền. Nhưng chưa đi được bao xa thì lại phát hiện ra có người lại để lộ phong bì tiền nhét sau túi quần ra. Thế là hắn liền chớp lấy cơ hội chuẩn bị cướp tiền. Nhưng dường như đã có một thế lực thần bí cản hắn lấy được tiền, đến khi hắn nhận ra thì hắn cũng chạm mặt người phụ nữ bí ẩn. Điều này khiến hắn sợ hãi bỏ chạy và đánh rơi điện thoại.
Vì tối qua chính người phụ nữ thần bí này đã cứu hắn khỏi cảnh sát và hắn cũng đã thấy cô biến mất. Nhưng cho dù hắn có chạy trốn thế nào thì vẫn không thể thoát khỏi tầm mắt của người bí ẩn. Cứ như vậy cô đang đứng trên cao quan sát nhất cử nhất động của hắn, sau đó chỉ thấy cô biến mất trên không trung. Còn ở bên này vì đã tiếp xúc với tài liệu về người bí ẩn nên Seha đang phải tiếp nhận thẩm vấn. Điều tra của cực quang lý, sau nhiều lần xác nhận đi xác nhận lại anh mới có thể rời khỏi văn phòng. Đợi sau khi nhân viên điều tra rời đi, Seha chú ý đến phó cục trưởng đang sắp xếp lại tài liệu về người thần bí. Sau đó cố tình đưa bà vào tận thang máy, nhưng anh làm như vậy đều là vì có mục đích riêng, anh đã ghi nhớ lại thời gian lúc này. Rồi sau khi về đến nhà bắt đầu hack vào mạng của cực quang lý và kiểm tra cảnh phó cục trưởng mang hồ sơ đi cất giữ vào lúc đó. Nhưng anh vừa hack vào mạng lưới chưa được bao lâu, thì hệ thống phòng vệ của cực quang lý đã bắt đầu truy ngược lại. Bất lực Seha chỉ có thể cắt mạng để trốn tránh, sau đó anh đem rác mà mình mang ở văn phòng về để trích xuất dấu vân tay. Nhưng phó cục trưởng lại vô cùng cẩn thận mà không để lại bất cứ thứ gì. Không còn cách nào khác, Seha lại lần nữa đến chỗ trốn của hung thủ để tìm kiếm manh mối của người phụ nữ bí ẩn, ngay đến cả rác cũng không bỏ qua. Khi đang tìm kiếm manh mối khắp nơi, đột nhiên sau lưng anh lại phát ra động tĩnh, anh nhẹ nhàng đến trước tủ quần áo, rồi mở cánh cửa ra, hên là anh chỉ đang tự hù mình mà thôi. Nhưng lúc này một bóng người đột nhiên xông ra từ phòng bên cạnh, Seha cứ tưởng rằng đó chính là người phụ nữ bí ẩn kia mà rưng rưng nước mắt nói với cô. Điều này với cô mà nói dễ như ăn kẹo đúng không, vì cô có thể trực tiếp biến mất. Cũng giống như trước đây vậy, Seha thấy đối phương không hề trả lời thì ý thức được người phụ nữ trước mặt này không phải là người bí ẩn đó, mà chính là nữ cảnh sát Sebok. Thì ra cô cũng đến đây để điều tra thêm manh mối, đồng thời cô còn phát hiện ra cửa sổ này đã bị tháo xuống trước đó. Do đó cô cũng bắt đầu trích xuất dấu vân tay, sau đó hai người liền rời khỏi đây. Trước khi đi, Seha muốn có thông tin liên lạc của Sebok, nhưng cô lại không hề cho anh chút thể diện. Đó là chuyện không thể đâu, nhưng điều khiến cô kinh ngạc là cô lại nhận được báo cáo điều tra đã bị xóa của mình. Mà bản báo cáo này chính là Seha đã gửi cho cô. Sebok nghi ngờ nhìn theo bóng dáng anh rời đi. Sao anh lại có cách liên lạc với mình được chứ? Cùng lúc đó, người thần bí mà mọi người đang tìm kiếm lại đang ăn hết miếng bánh này đến miếng bánh khác một cách ngon lành. Đột nhiên điện thoại của người thần bí reo lên. Cô mở ra xem thì lại là tin về nạn tham nhũng trong các quan chức chính phủ cấp cao. Nhưng thời gian lại chính là ngày 18 tháng 6 năm 2022. Có nghĩa là tin nhắn này là chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, do đó người thần bí đã có cách của mình. Thời gian đã đến tương lai vào ngày 18 tháng 6 năm 2022. Phi vụ hối lộ đang được giao dịch, nhưng chiếc vali tiền trong chớp mắt đã biến mất. Lúc này người thần bí đang nhấm nháp chai coca trong nhà, còn đống tiền mặt bên cạnh thì chính là số tiền dơ bẩn mà cô vừa lấy được từ một tên tội phạm tham nhũng. Đã vậy trên bàn còn có một chiếc điện thoại thần kỳ. Khi cô vừa định nghỉ ngơi một chút trên sofa thì lại nhận được một tin nhắn thoại. Sau 10 tiếng nữa sẽ có một nhiệm vụ mới, lẽ nào người bí ẩn này là thành viên của một bộ phận bí mật nào sao? Vì vụ việc này liên quan tới sức mạnh thần bí nên họ đã bị đội điều tra đặc biệt chú ý tới. Nhìn thấy phó cục trưởng nói chuyện với họ, đám người Seha cảm thấy vô cùng căng thẳng. Vì họ lo lắng đội điều tra đặc biệt đến vì chuyện về người bí ẩn đó, còn Hesa có thể hiểu được khẩu hình miệng thì có thể biết được từng chữ một trong cuộc trò chuyện. Rõ ràng là cuộc nói chuyện của đám người phó cục trưởng không hề vui vẻ gì. Đợi sau khi đội điều tra đặc biệt đi khỏi, phó cục trưởng liền đi ra thông báo với mọi người vụ án sát hại nhân viên cửa hàng tiện lợi sẽ giao lại cho đội điều tra đặc biệt xử lý. Lúc này Elchin cảm thấy bất mãn trong lòng liền nói rằng manh mối là chúng ta tìm được, bây giờ lại phải chuyển giao hết cho người khác, lẽ nào chúng ta cứ ngồi đó mà không làm gì sao? Nhưng phó cục trưởng lại phản bác lại rằng những chuyện chuyên môn thì nên giao cho các chuyên gia làm. Lúc này Hesa cũng nói rằng bản thân cũng rất bất mãn. Anh cho rằng cục trưởng phải có trách nhiệm giải thích mọi thứ với mọi người và thay vì ở đây cãi nhau thì hãy tập trung điều tra và giúp đỡ ngăn chặn người bí ẩn. Sau khi mọi người giải tán, qua chiếc gương Seha phát hiện cục trưởng đang uống nước trong phòng. Thế là anh liền chạy vào bên trong nắm lấy tay bà. Mà cảnh này vừa hay lại bị hai đồng nghiệp chuẩn bị ra ngoài điều tra manh mối nhìn thấy hết. Seha làm như vậy cũng có mục đích của mình. Ngoài miệng thì xin lỗi phó cục trưởng vì vừa nãy đã đấu khẩu với bà, nhưng thực ra thì là vì muốn có được dấu vân tay của phó cục trưởng. Đợi sau khi anh ra ngoài, Elchin cảm thấy vô cùng buồn nôn với hành động đó mà không ngừng sỉ nhục anh, nhưng Seha lại không hề phản bác lại. Tiếp đó khi phó cục trưởng và đồng nghiệp đều đã rời khỏi phòng làm việc, Seha liền đưa ánh mắt hướng về ly nước ban nãy của phó cục trưởng. Không lâu sau, phó cục trưởng trong thang máy đột nhiên nhận được một tin nhắn, mà nội dung chính là khi bà không có trong phòng đã có người lẻn vào trong, do đó liền vội vàng quay về kiểm tra văn phòng, thì lại nhìn thấy Seha đang lén lút lục lọi thứ gì đó. Thế là bà liền đưa mắt nhìn anh đầy ẩn ý, nhưng Seha lại rất bình tĩnh nói rằng mình chỉ đang giúp bà đổ rác. Rất rõ ràng là phó cục trưởng lại không hề tin lời anh nói, mà lập tức đến phòng giám sát kiểm tra camera ghi hình và phát hiện ra những gì Seha nói đều là sự thật. Nhưng điều khiến bà không thể nào ngờ được là chiếc bình của mình đã bị Seha bỏ túi sau khi lấy được dấu vân tay. Seha lập tức đi gặp Sebok và muốn cô giúp mình trích xuất dấu vân tay trên chiếc ly này. Nhưng thân là cảnh sát nên đương nhiên là cô không hề đồng ý. Cô nói với anh rằng sử dụng thiết bị của cảnh sát vì mục đích cá nhân mà không được phép là vi phạm pháp luật. Do đó Seha liền nói rằng mình làm như vậy là vì muốn lấy được tài liệu về người thần bí.
nhưng những tài liệu liên quan đến người đó đều đã bị cục quản lý coi là cơ mật hàng đầu và được lưu trữ trên tầng 13. Mà tầng 13 chỉ có 3 vị quản lý cấp cao mới có thể ra vào, trong đó một người chính là phó cục trưởng, cho nên cần phải sử dụng vân tay của bà ấy mới có thể vào trong được. Nghe đến đây, Sebok vẫn luôn muốn bắt được người thần bí đó cuối cùng đã đồng ý hợp tác với anh, đồng thời Seha cũng đồng ý sẽ chia sẻ tất cả tài liệu về người bí ẩn với cô. Một lúc sau, Sebok đã thành công trích xuất dấu vân tay vô cùng rõ ràng, đã vậy còn tạo cho anh một tấm mô phỏng dấu vân tay, rồi dùng keo 502 dán lên lòng bàn tay cho anh nữa. Rất nhanh, Seha đã đem theo tấm vân tay đó đi đến cục quản lý. Anh thử đặt tay lên khu nhận dạng không ngờ được là lại thành công mở ra quyền vào tầng 13. Anh đã đợi ngày này suốt 24 năm rồi. Cứ như vậy, dựa vào trí nhớ của mình trước đây khi xâm nhập vào camera giám sát của cục quản lý, rất nhanh anh đã tìm được phòng hồ sơ lưu giữ tài liệu về người thần bí. Tiếp đó anh lại sử dụng tấm vân tay để vào bên trong và tìm được tài liệu về người bí ẩn vào năm 1997, rồi lại dùng điện thoại để sao chép dữ liệu từ ổ cứng vào máy. Sau khi về thang máy, Seha cảm thấy lo ngay ngáy, rồi chạy một mạch đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm và lên xe đạp ga một mạch rời khỏi đó. Tiếp đó anh lái xe đến một địa điểm khuất gần đó, lấy máy tính ra và bắt đầu thao tác. Anh lợi dụng thao tác từ xa để kết nối với máy tính ở nhà, thành công hack được vào hệ thống camera giám sát của cục quản lý. Tiếp đó chỉ thấy đôi tay anh múa điên cuồng trên bàn phím như chơi piano vậy, rồi lấy cảnh trong camera giám sát trước đó của phó cục trưởng để thế vào cảnh mình vừa bước vào tầng 13. Chính lúc anh đang muốn đổi cảnh cuối cùng trong camera giám sát thì bảo vệ ở phòng giám sát đột nhiên phát hiện ra bất thường. Do đó ông bắt đầu kiểm tra từng màn hình giám sát. Còn Seha dưới sự thúc giục của đạo diễn, anh cũng điên cuồng múa trên bàn phím. Và vào phút chót anh đã thành công thay thế cảnh tượng trong camera giám sát cuối cùng. Cứ như vậy cuối cùng anh đã lấy được tài liệu liên quan đến người bí ẩn mà thần không biết quỷ không hay. Trở về nhà, anh nóng lòng bấm vào thông tin được sao chép và nhìn thấy cảnh tượng đêm ngày 18 tháng 5 năm 1997. Bố mình đã bị một người bí ẩn xuất hiện giữa không trung xoát hẹo và sau đó là cảnh pháp y khám nghiệm tử thi cho ông. Lúc này nước mắt của Seha đã không kìm nổi nữa mà đã trào ra. Quả thực anh không thể nào xem được nữa mà liền nhấp vào một thư mục khác và phát hiện ra bên trong cũng là cảnh ngày 18 tháng 5 năm 1997. Cùng một thời gian người thần bí đồng thời xuất hiện trong phòng thí nghiệm của các nước khác nhau và ngồi trước máy tính thao tác. Và trong một thư mục cuối cùng chính là đoạn video cảnh sát thẩm vấn nhân chứng khi vụ án xảy ra, trong đó một cái chính là bảo an trong phòng giám sát đó. Còn một người nữa chính là phó cục trưởng, thì ra bà cũng chính là nhân chứng đã nhìn thấy cảnh bố mình bị sát hại, nhưng Seha không hề tin những gì họ nói. Anh cảm thấy những người này đều đã che giấu chân tướng sự thật. Do đó anh liền hẹn gặp Sebok và cho cô xem những tài liệu trong máy tính. Hai người cùng nhau phân tích đoạn ghi hình, Seha nghiêm túc nói rằng vào thời điểm cơn bão mặt trời sắp diễn ra, chỉ trong 10 phút người thần bí đã xuất hiện ở 7 nước khác nhau. Hơn nữa còn tàn nhẫn xoát hẹo một người nữa. Sebok kinh ngạc mà nói rằng sao có thể được chứ. Seha không hề nói cho cô biết nạn nhân chính là bố mình, mà lại tiếp tục hỏi cô trước đó người thần bí đã biến mất trước mắt cô và người trong video này có phải là cùng một người không. Sebok liền trả lời rằng hình như là cùng một người. Đã vậy còn nói ra một chuyện rất kỳ lạ, bản thân cũng bị vũ khí của người thần bí tấn công, nhưng trên tay chỉ để lại vết sẹo do bỏng mà không hề cảm thấy đau đớn gì. Sau đó cô lại hỏi anh tại sao người thần bí này lại xuất hiện trong các viện kỹ thuật và phòng thí nghiệm ở nhiều quốc gia. Seha nghiêm túc nói với cô rằng vì để thiết lập mạng lưới phòng thủ mà người thần bí đã xuất hiện cùng lúc trong các phòng thí nghiệm ở nhiều quốc gia. Cô ấy chính là người sáng lập mạng lưới phòng thủ sử dụng lá chắn từ tính để giúp con người chống chọi với các cơn bão mặt trời vào năm 1997 và 2005. Có thể nói một cách không hề khoa trương là cô ấy chính là vị cứu tinh đã cứu cả trái đất và nhân loại. Nhưng điều khiến họ không thể lý giải được là bố của Seha chỉ là một nhân viên dọn dẹp của cục quản lý. Vậy tại sao người thần bí lại đi sát hại một nhân viên dọn vệ sinh chứ? Lẽ nào ông ấy đã ngăn chặn cô tạo ra một mạng lưới phòng thủ? Còn nữa, tại sao 24 năm qua đều không thấy bóng dáng của người thần bí này đâu? Mà bây giờ lại đột nhiên xuất hiện ở đây, đã vậy lại còn giúp tên tội phạm giết người chạy thoát nữa chứ? Muôn vàn câu hỏi lập tức khiến họ thấy vô cùng mệt mỏi. Mà người thần bí lúc này đang cầm kính viễn vọng đứng trên mái nhà, quan sát tên hung thủ đang đi về nơi ẩn náu. Còn đám cảnh sát của đội điều tra đặc biệt đã sớm bố trí thiên la địa võng ở đây để đợi hắn xuất hiện. Đúng như dự đoán, hắn đã xuất hiện, thì ra hung thủ đã không còn nơi để đi. Rồi lại nghĩ đến trong túi của mình còn giấu chút tiền mặt nên mới mạo hiểm quay lại đây, hắn cũng chuẩn bị khá kỹ lưỡng. Trong túi còn có bánh mì để ăn, chính lúc tên hung thủ đang ăn ngấu nghiến thì không biết được là bản thân đã bị đội điều tra đặc biệt bao vây. Đã vậy còn bị theo dõi nhất cử nhất động nữa. Lúc này bà dì nghe thấy động tĩnh sau nhà, bà ra kiểm tra thì bắt gặp tên hung thủ, hắn lao tới định đe dọa cảnh cáo bà. Nhưng chính lúc hai người đang giằng co thì hung thủ đã nhìn thấy danh thiếp của Sebok để lại. Thế là vì quá tuyệt vọng mà trong đầu hắn lập tức nảy ra ý định giết người. Còn đội điều tra đặc biệt đang quan sát tất cả mọi chuyện thì vẫn đang ngồi đợi người thần bí xuất hiện. Khi nhìn thấy tên hung thủ sắp xông vào nhà, cuối cùng cấp trên mới hạ lệnh bắt hắn ta. Khi đội điều tra đặc biệt đến thì hung thủ đã trực tiếp co giò chuồn lẹ. Trên đường bỏ trốn hắn đã xô sát và đánh ngất một viên cảnh sát. Rất may anh cảnh sát đã kịp thời gắn máy định vị lên người hắn ta.
Sau đó hắn ta liền chạy đến trạm tàu điện, đội cảnh sát cũng đuổi theo sau. Lúc này tàu điện ngầm vừa vào ga này, tên hung thủ cũng theo đó mà trà trộn vào trong. Đội điều tra đặc biệt theo sát phía sau cũng bao vây hắn trong tầm mắt. Nhìn thấy tên hung thủ ngay trước mắt nhưng đội điều tra đặc biệt lại không hề ra tay, mà lại nhận được bức ảnh của người thần bí, cô chính là mục tiêu chính của hành động lần này. Đột nhiên có một người phụ nữ ăn mặc giống như vậy đi qua và dừng lại bên cạnh tên hung thủ. Nhưng lúc này tàu điện đã vào ga, đội điều tra đặc biệt cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Đợi sau khi tàu dừng lại mới bắt đầu tiến hành bắt giữ. Chính lúc cửa tàu mở ra thì hung thủ lại lần nữa nhân cơ hội đó chuồn lẹ. Còn người phụ nữ này cũng không phải người thần bí đó, mà tên hung thủ vẫn đang liều mạng chạy về phía trước. Lúc này đội trưởng đội điều tra đặc biệt đến trước chặn tên hung thủ cũng đang theo sát sau hắn. Thì bỗng nhiên tất cả bị kéo hết về thời điểm 5 phút trước đó. Cũng như lúc nãy hắn lại đến trước cửa xuống, thì lại nhìn thấy người phụ nữ thần bí đó. Cô không nói gì mà vứt những thiết bị theo dõi trên người hắn và kéo hắn đi. Lúc này đội điều tra đặc biệt cũng phát hiện ra thiết bị theo dõi trên đất. Còn tên hung thủ thì đã theo người thần bí đến tận đường hầm. Sau đó một cánh cửa sắt liền hạ xuống. Đợi khi hắn quay đầu lại nhìn thì mới phát hiện ra người phụ nữ thần bí đã xuất hiện bên ngoài cửa sắt. Còn hắn ta lúc này mới phát hiện ra bản thân đã bị nhốt. Tiếp đó người thần bí liền ung dung ngồi xuống ghế, đã vậy còn lấy đồ ăn và nước uống đã chuẩn bị từ trước ra, rồi ngồi ăn một cách nhàn nhã. Còn tên hung thủ lúc này thì như phát điên lên mà hét cô mau mở cửa ra, xem ra người thần bí đã có suy nghĩ của riêng mình. Còn ở bên này đội trưởng đội điều tra đặc biệt đang bị cục trưởng giáo huấn một trận vì không bắt được người thần bí, đã vậy lại còn để hung thủ chạy mất nữa. Điều này khiến họ vô cùng mất mặt. Lúc này từ chỗ cấp dưới anh biết được tin một nhân viên trong đội điều tra đặc biệt đã bị hại. Do đó họ liền chạy đến hiện trường vụ án thì liền phát hiện ra bà dì trong quán ăn đã bị tên hung thủ xoát hẹo, đang chuẩn bị đưa đi bệnh viện cấp cứu. Lúc này cảnh sát C bốc cũng tới hiện trường. Cô muốn đi vào nhìn bà dì một lần nhưng lại bị đội điều tra đặc biệt lại cản cô lại. Cô định mạo danh con gái bà để đến đó xem xét tình hình. Nhưng đội trưởng đội điều tra đặc biệt đã vạch trần lời nói dối của cô vì anh đã nhìn thấy logo cảnh sát trên xe của cô và đưa cô đến một căn phòng nhỏ bên cạnh. Đợi sau khi phó cục trưởng cục quản lý đến, đội điều tra đặc biệt mới giao cô lại cho bà. Hôm sau hai người Elchin và Seha đến thẩm vấn Sebok. Tại sao cô lại xuất hiện ở hiện trường xảy ra vụ án? Thì ra trước khi bà lão bị hại, bà đã gọi điện cho Sebok và nói với cô phòng của hung thủ trên tầng 2 có động tĩnh, nên sau khi nghe bà báo án đã lập tức đến đây nhưng vẫn muộn một bước. Điều này khiến Sebok vô cùng tức giận. Cô muốn đám người Seha phải cho mình một lời giải thích vì cô cảm thấy mục đích của đội điều tra đặc biệt không phải là muốn bắt tên hung thủ, mà là lợi dụng hắn làm mồi nhử để dụ người bí ẩn đó ra. Nghe xong Seha phản bác, bọn họ không có nghĩa vụ giải thích với cô và cảnh cáo nếu cô tiếp tục dính sâu vào chuyện này thì cô sẽ mất đi chức vụ cảnh sát. Sau đó cuối cùng Sebok cũng đã được thả ra. Trên xe về nhà cô muốn tìm kiếm vụ án sát hại bà lão tối qua nhưng đội điều tra đặc biệt căn bản lại không báo cáo về vụ án này, thế là cô lại đến hiện trường xảy ra vụ án. Sau khi hỏi những người hàng xóm bên đường cô biết được bà lão và nhân viên đội điều tra đặc biệt tối qua đã được đưa lên xe cấp cứu. Còn ở bên này phó cục trưởng đã sắp xếp cho họ một công việc điều tra tiếp theo. Bà khoanh vùng nơi hung thủ có thể ẩn náu và đề ra hướng đi sẽ giúp cả đội tìm ra hung thủ. Sau đó họ đã bắt đầu công việc. Còn tên hung thủ lúc này thì vẫn đang bị nhốt dưới đường hầm. Hắn giơ điện thoại lên tìm tín hiệu, sau khi tìm được tín hiệu. Nhưng thay vì gọi giúp đỡ thì hắn ta xem cái ấy. Lúc này điện thoại cũng xuất hiện dấu hiệu pin yếu. Khi hắn cảm thấy tuyệt vọng mà ngồi phịch xuống đất thì lại phát hiện ra cọng rơm cứu mạng có thể khiến hắn thoát khỏi đây. Nhưng lúc này người phụ nữ thần bí vừa mới đi mua đồ ăn về lại phát hiện ra hung thủ đã biến mất. Chỉ thấy cô đưa tay vào trong túi, túi áo bắt đầu phát ra ánh sáng đỏ, thời gian và không gian lại đảo ngược, quay lại 10 phút trước đó. Còn tên hung thủ cũng lại lần nữa trở lại đường hầm nơi hắn bị mắc kẹt. Còn ở bên này vì lần trước nhúng tay vào vụ án người thần bí mà Sebok đã bị cục trưởng điều đến đồn cảnh sát khác. Nghe thấy tin này, Sebok vô cùng bất lực. Do đó cô liền nộp đơn xin nghỉ phép và rời khỏi đồn cảnh sát rồi tìm đến bệnh viện. Khi cô hỏi bác sĩ về chuyện liên quan đến nhân viên đội điều tra đặc biệt bị hại, thì bác sĩ không hề hé răng nửa lời và không tiết lộ bất cứ thông tin gì. Lúc này Seha cũng chạy đến, sau khi lôi Sebok ra ngoài, anh liền đi tới hỏi tình hình người nhân viên đó. Lúc mới bắt đầu bác sĩ không muốn tiết lộ bất cứ thông tin gì, nhưng sau khi Seha nói rõ bản thân chính là nhân viên của cục quản lý thì bác sĩ mới tiết lộ những tin tức mà mình nắm được. Ngoài ra từ chỗ bác sĩ anh còn biết được nhân viên đội điều tra đặc biệt cũng đã bị thương do bị điện giật vô cùng mạnh. Cuối cùng anh mới biết rõ người thần bí cũng có liên quan đến vụ án này. Sau đó anh và Sebok cùng vào thang máy rời khỏi bệnh viện. Trước khi đi Seha đã nói thời gian và địa điểm tên hung thủ biến mất cho cô biết. Đồng thời còn nói với cô đến đây dừng lại thôi. Vì trong số những nhân viên đã từng nhìn thấy người phụ nữ thần bí chỉ có cô là người duy nhất còn sống. Điều này khiến Sebok vô cùng khó hiểu tại sao người thần bí lại nương tay với mình mà không ra tay xét hẹo mình. Còn ở bên này phó cục trưởng đang nói chuyện video với cục trưởng. Phó cục trưởng nói rằng trước khi nghỉ hưu bà muốn bắt được người phụ nữ thần bí đó. Vì đây chính là lý do mà bà kiên trì suốt 24 năm qua cho đến tận bây giờ, thế là hai người đã cùng nhau hợp tác. Sau này sẽ gắn chặt mối quan hệ hơn để bắt được người thần bí, đợi sau khi bắt được người phụ nữ đó. Cục trưởng nói rằng mình vẫn còn có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cô ấy.
sao có thể du hành thời gian? Có thể thay đổi tương lai như thế nào? Tại sao cô phải giết hại nhân viên dọn vệ sinh đó? Quay ngược về quá khứ, đây là một nhân viên dọn vệ sinh thấp cổ bé họng, nhưng ông lại không biết rằng tử thần đang đến rất gần mình. Tối hôm đó sau khi tan làm, ông đưa theo con trai chuẩn bị về nhà thì lại bị một người phụ nữ bí ẩn bất ngờ xuất hiện giữa không trung sát hại. Cứ như vậy, người phụ nữ đó đã dùng cách hết sức tàn nhẫn sát hại bố cậu ngay trước mặt cậu. Từ lúc xảy ra vụ án đến nay đã qua 24 năm. Phó cục trưởng của cục quản lý chợt nhớ lại vụ án sát hẹo người nhân viên năm đó, cùng ánh mắt đáng thương lại vừa sợ hãi của cậu bé đó. Bà lập tức cảm thấy rất bất an nên đã vội đến đồn cảnh sát nơi đăng ký hộ khẩu để điều tra tung tích của cậu bé. Nhân viên quản lý hộ khẩu nói với bà rằng, cậu bé đã được nhân viên dọn vệ sinh nhận nuôi. Nhưng kể từ sau khi người nhân viên đó bị sát hẹo thì cậu bé đó cũng đã mất tích từ năm 1997 đến năm 2015. Vì không thể liên lạc được với cậu bé nên các bộ phận có liên quan đã xử lý hộ khẩu của cậu theo người nhân viên đã khuất, nhưng mẹ nuôi của cậu bé thì vẫn còn sống. Nên nhân viên quản lý đã gợi ý bà có thể thử tìm mẹ nuôi cậu thử xem. Còn ở bên này, Elchin đang điều tra thông tin chuyển vị trí của Sebok, mà cảnh này vừa hay lại bị Seha nhìn thấy. Sau đó Elchin vội vàng rời khỏi phòng làm việc. Còn Seha thì dùng máy tính đăng nhập vào hệ thống quản lý và tìm được tài liệu chuyển vị trí của Sebok. Chuyện này khiến anh vô cùng áy náy. Do đó anh liền gọi điện cho cô và hẹn cô sau khi tan làm hãy đến gặp mình. Sau đó Seha lại gọi điện cho y tá ở nhà, nhờ cô có thể trông mẹ mình thêm một lát, nhưng cô y tá này có việc bận và gợi ý cho anh tìm một y tá khác. Seha cũng không hề nghĩ nhiều mà liền đồng ý. Sau đó khi tan làm, anh liền đến cổng chỗ làm của Sebok, nhưng lại nhìn thấy cô và Elchin đang nói chuyện. Seha cũng không biết quan hệ của hai người nên cũng không hề đến làm phiền họ, mà chỉ gửi tin nhắn nói với Sebok hôm nay mình có chuyện đột xuất nên đổi sang hôm khác đi. Còn mục đích lần này Elchin tìm đến cô là vì muốn cô đừng nhúng tay vào vụ án người bí ẩn đó nữa. Vì trước đây họ đã từng là vợ chồng nên anh mới đặc biệt đến nhắc nhở cô chuyện này. Nhưng Sebok bướng bỉnh sao có thể đồng ý với anh được chứ. Xem ra cô đã quyết định quản đến cùng rồi. Còn ở bên này, khi Seha vừa về đến nhà thì người y tá tạm thời đó lại đi từ bên trong ra. Seha chủ động chào hỏi cô, nhưng cô y tá vẫn cúi gằm mặt xuống mà không hề nói gì. Seha lúc đó cũng không nghĩ nhiều mà chỉ lịch sự tiễn cô y tá đó về. Nhưng khi anh đến trước cửa phòng mẹ mình thì đột nhiên lại cảm thấy sự bất thường của cô y tá. Mà cô y tá tạm thời vừa mới ra khỏi cửa lại chính là người phụ nữ bí ẩn đó. Tại sao cô lại phải mạo danh y tá để vào nhà Seha chứ? Lẽ nào cô có quan hệ gì với Seha sao? Sáng ngày hôm sau, vì để bắt được người phụ nữ bí ẩn này mà mấy người Seha của cục quản lý đã mở một cuộc họp. Elchin đề nghị truy nã người phụ nữ bí ẩn trên toàn quốc vì anh cảm thấy chỉ cần là người bình thường thì đều sẽ phải ăn ngủ. Cho nên cách tốt nhất chính là phát động 50 triệu người trên khắp đất nước cùng nhau tìm kiếm tung tích của người phụ nữ bí ẩn và tên hung thủ. Nhưng Seha lại phản đối điều này, anh cảm thấy cách này căn bản là không có tác dụng. Do đó anh liền đưa ra cách của mình với phó cục trưởng, đó là tung tin bịp rằng mạng lưới phòng thủ toàn cầu đang gặp sự cố. Vì 24 năm trước khi bão mặt trời tấn công trái đất, người phụ nữ thần bí này đã giúp đỡ loài người, lợi dụng loại kỹ thuật không hề tồn tại lúc bấy giờ để khôi phục cả mạng lưới phòng ngự. Do đó bây giờ nếu tin về sự cố lưới điện phòng ngự lại được đưa ra thì người phụ nữ đó có lẽ sẽ đến cục quản lý để tiến hành sửa chữa. Chỉ cần mọi người giăng sẵn cái bẫy này ra thì chắc chắn sẽ có thể bắt được con mồi. Nghe đến đây, phó cục trưởng đột nhiên đứng dậy đến bàn làm việc của mình, gọi điện xin chỉ thị cấp trên cho tiến hành cuộc họp video. Sau đó Seha lại lần nữa nói lại kế hoạch vừa rồi của mình một lượt. Rất nhanh các lãnh đạo cấp cao của cục quản lý đã tụ tập lại để bàn biện pháp đối phó. Tiếp đó phó cục trưởng mở slide cho mọi người xem và chỉ ra rằng vết thương của người đặc vụ mấy ngày trước giống y hệt một nạn nhân từng bị tấn công vào 24 năm trước, chứng tỏ rằng hung thủ của hai vụ án là một, điều đặc biệt là hung thủ dùng một loại công nghệ hiện nay chưa thể tạo ra để xét hẹo họ. Từ đó có thể thấy người phụ nữ bí ẩn xuất hiện thường xuyên gần đây và người sáng lập mạng lưới phòng ngự là cùng một người. Mọi người đều đã đợi sự xuất hiện của cô ta suốt 24 năm trời. Do đó, phó cục trưởng xin lãnh đạo cấp cao đưa ra quyết định và cuối cùng ông đã đồng ý với phương án của cô, nhưng cuộc nói chuyện bí mật này đều đã bị điện thoại của Seha thu âm lại. Hôm sau theo kế hoạch, cục quản lý đã bố trí một cái bẫy vô cùng hoàn hảo, nhân viên quầy tại sảnh được thay thế bằng đội điều tra đặc biệt và trong mỗi chiếc tủ đều sắp xếp một tay súng bắn tỉa. Ngay cả ống thông gió cũng nhét thêm mấy người vào đó. Hơn nữa, tất cả những người trong phòng điều khiển lưới điện đều đã được giải tán đi hết. Sau đó, đội trưởng đội điều tra đặc biệt xách ba lô đi lên lầu để tìm cấp dưới đắc lực của mình và ném chiếc ba lô ở đó. Người nhân viên vội mở ra xem thì phát hiện bên trong là mấy khẩu súng thật. Theo kế hoạch ban đầu, họ chỉ được sử dụng súng gây mê để bắt người phụ nữ bí ẩn. Nhưng ông đội trưởng này lại đột nhiên bảo họ sử dụng súng thật, đạn thật. Đã vậy còn nói với họ bất luận thế nào thì đều phải bắt bằng được người thần bí. Thậm chí vào lúc nguy cấp còn có thể trực tiếp nổ súng bắn chết cô, mà mục đích chính là vì loại vũ khí trong tay cô. Tiếp đó chỉ thấy đội trưởng lấy ra một chiếc vali và để nó dưới mô hình địa cầu. Sau khi đã chuẩn bị xong tất cả, liền phát lệnh truy nã người bí ẩn và hung thủ trên cả nước, mà mức thưởng cho mỗi người lại cao đến 700 triệu won. Điều này cũng thu hút vô số người đến hóng đờ ra mà. Sau đó lại gửi tin về sự cố lưới điện phòng ngự đến điện thoại của từng người. Và bây giờ chỉ đợi người phụ nữ thần bí đó đến chui đầu vào lưới thôi, vì để kiếm số tiền thưởng kếch xù mà các chim mơ của mọi lĩnh vực cũng tham gia vào.
mở livestream trên đường để tìm kiếm tung tích của người thần bí và hung thủ. Chỉ cần nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc giống là sẽ đi tới chủ động động tay động chân trêu chọc họ. Còn ở bên này, vì để mua súng, Seha đã mạo hiểm đến gặp người buôn bán vũ khí ở chợ đen. Nhưng chính lúc hai người giao dịch với nhau thì tên buôn bán vũ khí lại chỉ đưa cho anh một khẩu súng không. Ban đầu đã nói là cả súng cả đạn chỉ cần 10 triệu won, bây giờ lại bắt anh trả thêm 3 triệu won nữa để mua đạn. Điều này khiến Seha rất khó chịu vì anh không hề mang dư tiền đến đây, nhưng ông chủ lại bảo anh chuyển khoản. Không còn cách nào khác, vì để trả thù cho bố đã mất, Seha chỉ đành mạo hiểm mua một khẩu súng mà không sợ sẽ để lại lịch sử chuyển khoản. Sau đó anh lại đến cục quản lý tiếp tục làm việc kể từ sau khi phát lệnh truy nã với số tiền khổng lồ. Điện thoại của cục quản lý không ngừng đổ chuông. Có điều lại không có tin nào hữu ích hết. Đây đã là cuộc điện thoại trình báo thứ 8888 mà họ nhận được rồi. Lúc này qua tin tình báo trên mạng, Seha đã phát hiện ra một tin hữu ích. Thế là anh lập tức báo cáo với phó cục trưởng tin tình báo này. Sau khi bà xem xong thì lập tức sắp xếp Seha và đồng nghiệp đến đó điều tra. Rất nhanh hai người Seha đã đến địa chỉ của người tình báo đó. Còn ở bên này nhìn thấy phần thưởng bắt được người thần bí này, Sebok cũng bất chấp nguy cơ bị sa thải khỏi sở cảnh sát mà âm thầm đến kho súng đạn ở chỗ làm để chọn ra khẩu súng và một vài viên đạn. Sau đó cô lại đến chỗ tàu điện ngầm mà hung thủ đã biến mất. Do bức ảnh người thần bí chỉ là một bức phác họa nên người dân cũng rất hoang mang về diện mạo của người bí ẩn. Nhưng lúc này lại có hai tên mơ hồ nhận ra người phụ nữ bí ẩn. Sau khi bà dì dọn dẹp nhìn thấy thì cho rằng hai tên côn đồ đang quấy rối phụ nữ nên đã đi tới giả vờ dọn vệ sinh để đuổi hai người đi. Chỉ vì muốn lấy được tiền thưởng mà hai tên côn đồ đã trực tiếp ra tay với bà lao công, hên là Sebok kịp thời đến. Cuối cùng cô lấy còng tay ra dọa cho hai tên kia bỏ chạy tán loạn. Tiếp đó cô lại hỏi bà lao công có nhìn thấy người phụ nữ bí ẩn và tên hung thủ này chưa, nhưng dù gì thì mắt bà đã mờ nên không hề nhận ra người phụ nữ bí ẩn. Còn người phụ nữ bí ẩn thấy Sebok đang hỏi về mình thì vội vàng rời khỏi đây, chớp mắt liền xuất hiện trước mặt hai tên côn đồ đang bỏ trốn khi nãy. Nhưng hai tên côn đồ chết đến nơi rồi mà mồm vẫn còn hét số tiền thưởng 700 triệu won, và rồi bọn chúng bị cho một vé dịch chuyển thẳng xuống địa ngục. Nhìn có vẻ như hai tên côn đồ đã bị cô đưa đến Nam Cực rồi. Còn ở bên này, Sebok vừa nói chuyện điện thoại với Seha, lại vừa đi khắp nơi tìm kiếm tung tích của người thần bí và hung thủ. Cô muốn bắt đầu tìm kiếm tên hung thủ từ chỗ hắn biến mất cuối cùng, nên trong tay còn cầm tấm bản đồ của ga tàu theo nữa. Vì cô phát hiện ra trạm tàu điện này đã từng được xây dựng thêm mấy đường hầm để mở rộng tuyến đường. Nhưng sau này kế hoạch mở rộng đã bị hủy bỏ, nên cô cảm thấy hung thủ có lẽ vẫn còn ở trong một đường hầm bỏ hoang nào đó ở ga tàu điện ngầm. Cùng lúc đó, bà dì dọn vệ sinh ở ga tàu điện ngầm dường như đã nghĩ ra điều gì. Vì mấy ngày trước khi bà đang dọn dẹp vệ sinh đã nghe thấy âm thanh kỳ lạ truyền đến từ bức tường bên cạnh, do đó bà đã vội vàng chạy đến ga tàu điện ngầm tìm kiếm Sebok. Sau đó bà dì vì quá tò mò nên đã một mình đến đường hầm đó, cũng không hề phát hiện ra bất cứ điều gì bất thường. Chính lúc bà dì đang chuẩn bị quay trở lại thì lại nhìn thấy một cánh cửa có đèn sáng bên trong, vì tò mò nên bà dì đã đi vào xem thử. Bên trong lại là một đường hầm nữa. Bà nhìn kỹ hơn thì ra là tên hung thủ bị người thần bí nhốt bên trong, do đó hắn vội đập vào cửa sắt rồi điên cuồng hét lên bắt bà mở cửa, khiến bà hoảng sợ bỏ chạy. Và vừa ra ngoài thì vừa hay lại gặp Sebok. Cô bảo bà hãy rời khỏi đây trước để đi tìm cứu viện, còn mình thì cầm súng một mình đến chỗ ẩn náu của tên hung thủ. Nhưng khi cô đến trước cửa sắt thì lại phát hiện ra bên trong không một bóng người, do đó cô liền mở cửa vào trong và bị tên hung thủ đánh úp. Sau một hồi tung đường quyền, cuối cùng hung thủ đã bị Sebok chế ngự. Tiếp đó cô nổ súng ép hắn ta nói ra tung tích của người phụ nữ thần bí, nhưng tên hung thủ cũng rất lo lắng mà nói rằng bản thân căn bản không hề quen biết người phụ nữ thần bí đó. Kể từ sau khi bị người phụ nữ đó nhốt ở đây thì mỗi ngày cô chỉ đến đây đưa cơm cho mình, chứ hai người chưa từng nói với nhau câu nào. Rất nhanh đồng nghiệp của Sebok đã chạy đến, đội trưởng lo lắng cho an nguy của Sebok nên đã trách mắng cô không nên hành động một mình. Sau đó đám người đội trưởng đã đưa hung thủ rời khỏi đây, mặc dù lần này Sebok đã bắt được hung thủ nhưng người thần bí lại không hề xuất hiện cứu hắn nữa. Do đó cô đã quyết định ở lại để đợi cô ta. Còn ở bên này, sau khi bày sẵn trận địa, Seha và phó cục trưởng liền bảo những nhân viên không cần thiết rời khỏi cục quản lý. Còn họ thì đang chờ đợi sự xuất hiện của người phụ nữ thần bí. Lúc này Elchin đi đến nói với họ tin hung thủ đã bị bắt. Điều này khiến phó cục trưởng vô cùng tức giận, vì bà lo lắng người phụ nữ đó sẽ lại đi cứu hắn ta, do đó bà muốn đến đưa hắn ta về trước khi cô ta đến. Như vậy bất luận là vì để cứu tên hung thủ hay là để sửa chữa mạng lưới phòng ngự, thì người phụ nữ đó cũng nhất định sẽ đến cái bẫy này. Do đó phó cục trưởng đã đưa hai người Seha đến đồn cảnh sát và nói rằng mình muốn đưa tên hung thủ vừa mới bị bắt đi. Bất lực đội trưởng cũng chỉ có thể đồng ý với bà. Nhưng khi họ chuẩn bị quay về thì Sebok vừa mới biết tin đã kịp thời đến đây, dùng cách bắn chết hung thủ để uy hiếp bà kéo dài thời gian ở đây, vì cô biết để bắt được người phụ nữ thần bí mà cục quản lý đang dùng mọi hành động và kế hoạch, không thể lãng phí thêm thời gian nữa. Cuối cùng phó cục trưởng đã đồng ý với Sebok để cô cùng họ đến cục quản lý. Cứ như vậy Sebok đã cùng phó cục trưởng đến cục quản lý, nhưng khi họ vừa mới đến cửa thì người phụ nữ bí ẩn lại đột nhiên xuất hiện trong đoạn phim giám sát của cục quản lý. Còn nhân viên trong phòng giám sát và trông y sau khi thấy cảnh này thì lập tức thông báo tình hình cho đội điều tra đặc biệt. Do đó đặc chủng binh đợi lệnh ở đó đang theo dõi chặt chẽ từng cử chỉ của người phụ nữ bí ẩn thông qua những màn hình iPad.
chỉ thấy người phụ nữ đó không ngừng ẩn hiện, cuối cùng đến phòng tổng giám sát của mạng lưới phòng ngự. Cô đứng lặng hồi lâu, nhìn công nghệ siêu khủng mà bản thân đã giúp đỡ nhân loại 24 năm trước, mà không hề nhìn ra hệ thống mạng lưới có vấn đề gì. Tới khi đội đặc chủng hành động thì cô đã nhanh chóng biến mất. Còn lúc này mấy người phó cục trưởng và Cebok vừa áp giải hung thủ về đến giữa sảnh, thì cô gái thần bí đã xuất hiện trước mặt họ, chớp lấy thời cơ những tên đặc chủng nấp quanh đó đã xả đạn vào cô. Khi cô ta ngã xuống, thiết bị dịch chuyển tức thời liền bay ra khỏi tay, được Seha bắt lấy. Sau khi đội điều tra đặc biệt và những người khác đến, họ liền tức tốc lao vào khống chế người phụ nữ thần bí, còn Seha thì vẫn còn ở một bên nghiên cứu cách sử dụng thiết bị dịch chuyển tức thời, nhưng cục trưởng đã giật lấy từ tay anh. Nhìn thấy thiết bị trong tay, ông ta liền đứng hình tại chỗ. Mãi đến khi cấp dưới gọi, ông ta mới phản ứng lại. Thì ra một viên đạn khác mà đội điều tra đặc biệt bắn ra đã trúng phó cục trưởng, do đó bà cũng đã đắp chiếu tại chỗ. Choi tức giận chạy đến trách họ đã soát hẹo phó cục trưởng. Còn Seha sau khi chạy đến kéo đồng nghiệp ra thì liền bảo họ giao súng ra để tránh việc họ đổi súng tiêu hủy chứng cứ. Cùng với sự thúc ép của cục trưởng, bọn họ cũng đành đưa súng cho Seha. Sau đó cục trưởng chỉ giao phó hai câu, giống như sự hy sinh của phó cục trưởng không có liên quan gì đến họ vậy, rồi liền rời khỏi đó. Người phụ nữ bí ẩn nhanh chóng được đưa vào phòng thí nghiệm để nghiên cứu. Nhân viên y tá này dùng dao rạch một đường trên cánh tay của người phụ nữ mà không hề quan tâm đến cô ấy đang rên lên trong đau đớn. Sau đó chỉ thấy cô y tá dùng kẹp gắp ra một quả cầu sắt nhỏ mà tất cả những người ở đây chứng kiến cảnh này đều há hốc mồm kinh ngạc. Sau khi nhìn kỹ lại họ mới phát hiện ra, thì ra đây là một con chip kim loại. Cục trưởng cục quản lý vội vàng giới thiệu chức năng của con chip này cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ông ta đoán rằng con chip này có thể chuyển đổi tín hiệu thần kinh thành tín hiệu điện tử, rồi lại được chuyển thành tín hiệu chuyển động thông qua thiết bị dịch chuyển tức thời. Như vậy chỉ cần có những thứ này là có thể xuyên không và chấp hành bất cứ mệnh lệnh nào do bộ não của tạo ra. Có điều cụ thể cách sử dụng thế nào thì họ vẫn chưa biết. Sau khi nghe xong màn giới thiệu này, bất luận là tình hình có như thế nào thì bộ trưởng vẫn gọi nhiếp ảnh ra đến để chụp ảnh lưu niệm. Còn Seha đứng bên cạnh quan sát tất cả mọi chuyện thì đã biết được hết nội dung cuộc trò chuyện qua khẩu hình miệng. Sau đó khi mọi người tiễn bộ trưởng đi, cục trưởng bắt đầu sắp xếp công việc cho mấy người ở hiện trường, đội trưởng đội điều tra đặc biệt phụ trách thẩm vấn hung thủ và điều tra quan hệ giữa hắn và người phụ nữ bí ẩn, Seha thì phụ trách đưa Cebok, người chứng kiến tất cả những chuyện đã xảy ra rời khỏi đây, chỉ còn duy nhất một mình Elchin thì được cục trưởng giữ lại phòng thí nghiệm. Thì ra cục trưởng bảo anh ở lại để tiến hành thẩm vấn người phụ nữ thần bí, không còn cách nào khác, dưới sự ép buộc của cục trưởng. Chỉ thấy anh cầm một ống tiêm to trà bá lửa, trực tiếp đâm vào cổ cô khi thuốc được tiêm vào trong. Cô không ngừng run lên bần bật và đổ mồ hôi như mưa. Elchin hỏi cô sử dụng thiết bị dịch chuyển tức thời thế nào để có thể xuyên không, nhưng cô lại không hề hé răng nửa lời. Lão cục trưởng thấy vậy thì điên lên mà ra lệnh cho Elchin tiêm thêm một liều nữa cho cô, không còn cách nào khác anh chỉ có thể theo lệnh. Lần này phản ứng của cô lại càng dữ dội hơn, Elchin tiếp tục thẩm vấn người thần bí và biết được cô ấy đến từ năm 2091. Còn ở bên này sau khi xem lại đoạn video giám sát, Cebok phát hiện ra phó cục trưởng đã chết khi thay cô đỡ phát đạn, thế là cô liền tự trách bản thân không nên theo bà đến nơi này. Nhưng ông chú bảo vệ cũng tự trách mình, ban đầu không nên nghe theo sự sắp xếp của cục trưởng mà giảm hàng rào bảo vệ xuống, để đội điều tra đặc biệt đem súng thật đạn thật vào cục quản lý. Điều này khiến ông rất áy náy, vì 24 năm trước nhân viên vệ sinh của cục quản lý cũng đã chết trước mặt ông. Ông chú bảo vệ cảm thấy hối hận, ban đầu bản thân không nên đồng ý để nhân viên dọn vệ sinh đưa cậu bé vào cục quản lý. Do đó trong suốt những năm qua ông đã phải sống trong giày vò. Và đến giờ phó cục trưởng cũng lại chết trước mắt mình vì lý do đó. Nên điều này khiến ông vô cùng tự trách bản thân. Lúc này Seha đến gọi Cebok đi. Anh muốn cô lái xe mình về, nhưng Cebok đột nhiên khuyên Seha rằng cô cảm thấy người trong cục quản lý rất đáng sợ, ngay đến cả phó cục trưởng của mình mà cũng dám nổ súng bắn chết. Nên còn điều gì mà họ không dám làm chứ? Do đó cô bảo anh hãy từ bỏ ý nghĩ điều tra người phụ nữ thần bí đó đi, vì cô sợ anh cũng sẽ phải mất mạng. Nhưng Seha căn bản lại không nghe cô nói mà lập tức bỏ rơi cô. Anh nói rằng cô căn bản không hiểu mục đích của mình. Cebok thấy vậy liền nói ra suy đoán của mình. Cô cảm thấy tất cả những gì Seha làm là vì muốn báo thù cho người cha đã mất, vì anh chính là con trai của nhân viên dọn vệ sinh đó. Seha nghe xong dứt khoát phủ nhận suy đoán của cô, nhưng lời này của Cebok cũng đã hoàn toàn vạch trần tất cả. Thế là anh rớt nước mắt nói ra mục đích của mình, thì ra anh muốn lợi dụng thiết bị dịch chuyển tức thời để thời gian quay trở lại quá khứ, để có thể cứu sống người bố đã mất và người mẹ đã thành người thực vật của mình. Khi anh nói xong quay người lại thì vừa hay lại nhìn thấy ông chú bảo vệ đang đứng sau lưng mình. Nhưng ông lại không nói gì mà chỉ cúi đầu trước anh, sau đó nhắc nhở anh là điện thoại của anh nhận được tin nhắn. Đợi Seha lấy điện thoại ra xem thì có 3 video trong tin nhắn chưa xem, bên trong lại là người phụ nữ thần bí bị bắt kia. Và cảnh cô ta tiêm thuốc cho mẹ Seha, điều này khiến Seha lòng như lửa đốt. Anh vội vàng xông vào thang máy muốn lên phòng thí nghiệm, nhưng quyền hạn của anh căn bản là không thể nào lên tầng đó được. May mắn ông chú bảo vệ muốn trục lại lỗi lầm của mình nên đã giúp Seha lên được tầng 13. Vừa ra khỏi thang máy anh đã rút súng ra uy hiếp cục trưởng và đưa ông vào căn phòng bên trong. Còn Cebok thì lật tấm rèm ra và phát hiện người phụ nữ thần bí vẫn còn ở đó.
Vì quá lo lắng nên Seha đã hỏi người phụ nữ đó rốt cuộc đã tiêm thuốc gì cho mẹ mình, nhưng người phụ nữ lại trả lời một cách yếu ớt rằng mẹ anh đã rời khỏi nơi đây rồi và cách duy nhất để có thể cứu mẹ chính là sử dụng thiết bị dịch chuyển tức thời về quá khứ để cứu bà. Nói xong cô liền để lộ ra cổ tay đã bị rạch trước đó, nhìn thấy dáng vẻ của cô lúc này có lẽ đã lên kế hoạch từ lâu rồi, nghe xong Seha trực tiếp đứng hình tại chỗ. Lúc này cục trưởng cũng nhân lúc đó thoát khỏi họng súng của Seha. Nhưng Seha lúc này căn bản là không thèm để ý đến ông ta, anh đập vỡ tủ kính để lấy thiết bị dịch chuyển bên trong, chuẩn bị đưa thiết bị đó lại cho người phụ nữ thần bí. Còn cục trưởng đứng bên làm nhảm thì bị Elchin đánh ngất, sau đó anh lại uy hiếp người phụ nữ bí ẩn. Seha thấy vậy cũng chẳng rén mà anh đã dứt khoát tự rạch tay chính mình. Sau đó lại uy hiếp nhân viên y tá cấy con chip kim loại vào trong cơ thể mình, Sebok thấy vậy cũng muốn cản anh lại. Nhưng khi nghĩ đến những gì anh đã từng nói với mình, anh muốn lợi dụng thiết bị dịch chuyển thời gian để quay lại quá khứ, cứu sống người bố và phó cục trưởng đã mất. Nghĩ đến đây cô liền bỏ súng xuống, Seha thành công cấy con chip vào cơ thể. Đầu tiên anh lợi dụng thiết bị dịch chuyển thời gian xuyên không đến một khu rừng. Anh ý thức được mình đã đến nhầm chỗ nên là bắt đầu xuyên không lần hai. Lần này anh lại đến giữa đại lộ, Seha xem xét xung quanh một lượt. Rồi lại lần nữa sử dụng thiết bị để xuyên không, lần này anh lại đến giữa sân của một nơi nào đó. Anh nhìn xung quanh mới phát hiện ra, đây chính là cục quản lý vào năm 1997, thời gian cũng cách thời gian bố anh bị hại nửa tiếng. Đột nhiên có một ánh đèn chiếu đến, Seha bình tĩnh lại thì mới phát hiện ra thì ra là ông chú bảo vệ đã cấp hạn mở tầng 13 cho mình. Khi ông đang lo lắng cho vết thương của anh thì anh đã biến mất. Chuyển cảnh Seha lại xuất hiện bên trong cục quản lý, anh để ý đồng hồ giờ đã 20:41, cách thời gian bố bị sát hại còn 24 phút nữa. Lúc này anh đột nhiên nghe thấy động tĩnh nên vội vàng trốn sau cây cột. Từ sau cây cột anh đưa mắt nhìn ra thì lại nhìn thấy người bố đã bị sát hại của mình. Đợi sau khi người bố rời đi, Seha đã đến căn phòng mà bố vừa bước ra. Đã vậy anh còn không quên chào hỏi với chính mình nữa. Lúc này anh nghe thấy tiếng âm thanh truyền đến từ bên ngoài. Do đó anh liền hé mắt qua khe cửa xem xét tình hình. Lại nhìn thấy người bí ẩn tấn công một người bác sĩ và đi vào bên trong phòng. Lúc này bố Seha cũng vừa hay quay lại và nhìn thấy vị bác sĩ ngất xỉu dưới đất. Ông lúng cuống vào trong phòng nghiên cứu gọi cấp cứu. Nhưng đột nhiên lại nhìn thấy một bóng người cách đó không xa, thì ra là người phụ nữ bí ẩn đang viết chương trình mạng lưới. Lúc này Seha cũng từ trong phòng đi ra, vì để kiểm tra vị bác sĩ đang nằm dưới đất anh liền lật anh ta ra xem. Và phát hiện ra vị bác sĩ này lại giống mình y đúc. Còn phía bên trong, người nhân viên lao tới ngăn cản cô lại. Cả hai xô sát nhau và người đàn ông đã bị cô đánh gục, rồi cô lại tiếp tục công việc còn dang dở. Nhưng cô vừa viết được một nửa thì bị nhân viên đó ngăn cản, cùng lúc Seha xông vào thì cũng là lúc nhân viên vệ sinh đó đã về với các cụ theo một cách đau đớn nhất. Điều này cũng chứng tỏ rằng lịch sử đang được viết lại từ đầu, Seha thấy vậy cũng đứng hình tại chỗ. Lúc này ông chú bảo vệ và cậu con trai của nhân viên đó cũng chạy vào, lại lần nữa chứng kiến cái chết bi thảm của bố. Còn người phụ nữ khi xác nhận xong mạng lưới đã hoàn thành thì chuẩn bị rời khỏi đây. Còn Seha quyết định quay về quá khứ một lần nữa. Vì để thay đổi lịch sử, cứu sống bố mình mà Seha đã trộm thẻ làm việc trước rồi đứng đó đợi cô. Người phụ nữ tỏ ra khó hiểu rồi giật lấy thẻ làm việc, trực tiếp đi vào trong phòng nghiên cứu. Cô lại bắt đầu lập trình mạng lưới phòng ngự. Lúc này đột nhiên Seha lại nói về chuyện liên quan đến mạng lưới phòng ngự. Nhưng người phụ nữ đó lại không hề để ý đến anh. Anh tiếp tục hỏi cô ta tại sao phải giết hại người vô tội. Nghe đến đây cô lập tức dừng tay lại. Vì lịch sử đã bị thay đổi nên cô cũng không hiểu lý do tại sao mà Seha nói mình là tội phạm giết người. Do đó cô đã nhìn anh với vẻ mặt nghi hoặc mà hỏi anh rằng rốt cuộc mình đã sát hại ai? Seha liền rơi nước mắt mà nói ra chuyện của bố mình. Thời khắc này sự thật mới được hé lộ, thực ra người lao công kia không phải là bố ruột anh, mà chính là người bác sĩ mới chính là bố anh. Còn lý do anh bảo những nhân chứng kia là những người nói dối không phải ám chỉ cho người lao công, mà do cái chết của bố anh không hề được nhắc tới. Nên anh đã quay ngược về quá khứ để tìm hiểu cái chết của bố mình và ngăn chặn nó trước khi nó xảy ra. Sau lần xuyên không lần trước, anh cũng đã biết được vì thẻ làm việc mà người phụ nữ bí ẩn đã soát hẹo bố mình. Nhưng người phụ nữ vẫn không hiểu gì, vì Seha đã quay ngược thời gian lại trước nên lúc này cô ta vẫn chưa quen biết anh. Và bố anh cũng chưa chết, lúc này người phụ nữ bí ẩn đã nghe thấy Seha cũng chính là người xuyên không từ tương lai đến. Vì vậy hành động thay đổi lịch sử của anh đã khiến người nhân viên lẽ ra đã chết ở đại sảnh lại không chết. Và mạng lưới phòng ngự cũng chưa được lập trình xong, do đó người phụ nữ thần bí cũng gục xuống mặt đất. Seha thấy vậy cũng ôm lấy cô vào trong lòng. Nhân lúc còn lại hơi thở cuối cùng, người phụ nữ thần bí nói với anh những lệnh còn lại của mạng lưới phòng thủ. Seha cũng theo những gì cô nói mà bắt đầu thao tác, nhưng vẫn chưa nói xong thì người phụ nữ bí ẩn đã hóa thành tro bụi trong vòng tay của anh. Nhìn thấy cảnh trước mắt, Seha cũng trực tiếp đứng hình tại chỗ. Lúc này máy tính đã phát ra tiếng cảnh báo, Seha nhìn vào mạng lưới phòng ngự sắp hoàn thành mà vội vàng đứng lên nghiên cứu thử xem. Sau một hồi thao tác, kết quả là anh đã phát hiện ra một loạt dấu không hề chính xác, thế là cuối cùng anh chỉ đành từ bỏ bản lập trình này. Và lần nữa xuất hiện ở nhà mình vào năm 2021. Nhưng anh lại phát hiện ra đây vốn không phải nhà anh, ngôi nhà lúc này quả thực khiến anh rất lạ lắm. Tiếp đó anh lại xuất hiện ở cục quản lý mà mình đi làm, thì phát hiện ra nó chưa hề tồn tại và hậu quả do cơn bão mặt trời để lại cũng ảnh hưởng nặng nề tới cuộc sống con người.
Vẫn chưa có thời gian suy nghĩ thì anh đã cảm thấy rát da do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, nên Seha cũng vội vàng dịch chuyển đi, lại lần nữa xuyên không về năm 2005, đến công xưởng mà mẹ mình đã từng làm việc. Sau vài lần xác nhận, anh biết được mẹ mình không còn làm việc ở đây nữa, lúc này anh mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Vì sau khi mọi thứ bị anh thay đổi thì mẹ anh có lẽ cũng sẽ không trở thành người thực vật. Chính lúc anh chuẩn bị rời khỏi đây thì tiếng còi báo động lại vang lên khắp nơi. Anh ngẩng đầu lên thì phát hiện ra tia lửa điện trên cột điện đang bắn tung tóe. Lúc này Seha không có thời gian nghĩ nhiều nữa mà vội chạy về nhà máy giúp mọi người tránh thiên tai này, đồng thời dẫn họ xuống tầng hầm. Thì ra bão mặt trời đã bùng nổ khiến gió mặt trời siêu mạnh quét qua trái đất. Điều này cũng dẫn đến thảm họa toàn cầu lớn nhất trong lịch sử xảy ra ở mọi nơi trên thế giới. Vì hành động thay đổi lịch sử của mình nên hệ thống mạng lưới đã không được thiết lập. Điều này cũng trực tiếp dẫn đến thảm họa nghiêm trọng nhất cho nhân loại. Nhìn thấy những người công nhân đang trốn dưới bàn, trong lòng Seha cảm thấy vô cùng áy náy. Sau đó anh lại xuyên không về năm 2021. Thông qua máy tính của cục dân chính, cuối cùng anh đã tìm ra được địa chỉ nhà của mình. Sau khi Seha về đến nhà, nhìn thấy cách bày trí trong nhà, anh liền đứng hình tại chỗ, vì tiếng mái tầng 1 cũng cao đến 3 tầng lầu. Vẫn chưa kịp xem xét căn biệt thự này thì anh lại bị một người phụ nữ trung niên gọi lại. Người phụ nữ nhìn Seha và gọi tên anh, còn anh sau một phút đứng hình cũng đã hiểu ra đây chính là người mẹ đã hôn mê trên giường suốt 20 năm của mình. Sau đó anh lại đến tầng của mình, Seha bắt đầu quan sát từng phòng một. Ngay đến cả phòng xem TV cũng là một phòng được thiết kế riêng biệt, anh quay về phòng ngủ lôi hết tất cả trang bị ra. Rồi nằm trên giường bắt đầu trầm tư suy nghĩ về chuyện bố mẹ đã sống lại cùng với mình. Có thể nằm trong nhà sau khi thay đổi lịch sử có lẽ chính là sự lựa chọn tốt nhất. Sau một hồi suy nghĩ, anh đến phòng bếp giúp mẹ rửa bát. Cảm nhận cảm giác của tình thân mà đến nằm mơ anh cũng muốn được một lần trải nghiệm, sau đó như những gì mình muốn. Anh lại được gặp người bố đã mất của mình. Hôm sau nhìn bố mẹ phải đi làm mà không nỡ xa họ một chút nào, anh cũng theo bố mẹ cùng đến xưởng. Nhưng khi đến đây anh mới phát hiện ra, gia đình mình trở nên có tiền là vì họ có công ty dược phẩm riêng. Mà tất cả những người công nhân bình thường ở đây hầu hết khuôn mặt đều bị bỏng nhẹ hoặc nặng. Những vết bỏng này cũng đều là do bức xạ gây ra sau khi bão mặt trời bùng nổ. Tiếp đó anh đến văn phòng làm việc của mình và phát hiện ra, bố mình đã phát triển ra công nghệ sử dụng điểm phóng xạ để loại bỏ ô nhiễm phóng xạ và được mệnh danh là bác sĩ đã cứu cả thế giới. Từ đó ông cũng nhận được bằng chứng nhận danh dự. Đồng thời thiệt hại do bức xạ cũng biến thành cơ hội kinh doanh, cho nên tiền kiếm được ở công xưởng này đều có liên quan đến bức xạ từ cơn bão mặt trời. Tiếp đó anh liền lên mạng tìm kiếm thông tin mạng lưới, nhưng lại không được gì và cũng không có bất cứ thông tin nào. Sau đó anh lại nhập thảm họa do bão mặt trời năm 2005, nhưng lại không có dũng khí ấn phím Enter. Hôm đó Seha cùng bố đến bể bơi nhưng lại gặp tên hung thủ đã từng bị truy nã. Hắn cũng đã thay đổi và trở thành nhân viên phục vụ ở đây. Seha trầm ngâm nhìn hắn ra, rồi đi theo hắn với vẻ mặt khó hiểu. Sau khi xem xét phòng làm việc của hắn, biết được bên trong không có ai, anh liền quay người rời đi. Nhưng chính vào lúc này anh lại phát hiện ra tên hung thủ đang nhìn anh với vẻ mặt u ám. Sự xuất hiện của tên hung thủ khiến anh nhớ đến Sebok. Sau khi về đến nhà, anh liền tìm kiếm thông tin của cô và phát hiện ra bây giờ cô không làm cảnh sát mà là nhân viên quản lý của nhà sách. Thế là anh liền đến đó tìm cô, có điều Sebok lúc này không hề phát hiện ra anh. Sau một phút do dự, Seha đã mở lời chào hỏi cô. Nhưng khi cô ngẩng đầu lên thì lại để lộ ra khuôn mặt đã bị tổn thương do bức xạ. Điều này khiến anh trực tiếp đứng hình tại chỗ, cô nhìn Seha trước mặt, rồi lại chỉ tay về bàn lễ tân. Bức xạ không chỉ làm khuôn mặt cô biến dạng, mà còn khiến cô thành người câm điếc. Nhưng vì không thể chấp nhận được cảnh này mà trong lòng anh cảm thấy vô cùng áy náy, rồi vội rời khỏi đây. Sau khi về đến nhà, anh lấy hết dũng khí điều tra thảm họa do bão mặt trời gây ra. Lúc này anh mới phát hiện ra mình đã phạm phải lỗi lầm cực lớn, vì để cứu bố mẹ đã mất của mình mà anh đã khiến cả nhân loại đều phải hứng chịu thảm họa tàn khốc. Ngoài ra đối diện với trải nghiệm bi thảm của bạn mình, trong lòng Seha cảm thấy vô cùng day dứt. Sau một hồi suy nghĩ thật lâu, anh đã quyết định ăn mặc chỉnh tề đến gặp bố mẹ, sau đó ôm chặt hai người vào lòng, vừa ôm lại vừa nói xin lỗi, rồi cuối cùng đã ấn nút của thiết bị dịch chuyển với vẻ mặt miễn cưỡng. Anh vẫn lựa chọn quay lại năm 1997, lại lần nữa lấy thẻ làm việc của bố đi, mà thời gian cũng là 8 giờ 32 phút. Sau khi anh đến phòng nghiên cứu thì không hề chờ đợi người phụ nữ bí ẩn mà lại dựa vào trí nhớ để thiết lập mạng lưới toàn cầu. Nhưng chính vào lúc này bố anh lại đột nhiên đi vào, ông vội vàng đi tới đẩy Seha ra và muốn lấy thẻ làm việc trên máy tính để ngăn anh lại. Seha thấy vậy thì lập tức nói ra mình chính là con trai anh. Vị bác sĩ thấy người lạ gọi tên con trai mình thì lập tức lao vào đánh Seha, anh vội ấn vị bác sĩ đó xuống bàn, vì anh chỉ muốn kéo dài thời gian đợi chương trình chạy xong mà thôi. Lúc này nhân viên dọn vệ sinh nghe thấy động tĩnh cũng vừa hay đi vào, nhìn thấy hai người đàn ông trước mặt giống hệt nhau, ông cũng đứng hình tại chỗ. Seha thấy vậy muốn dùng thiết bị dịch chuyển để bắt đầu lại lần nữa, nhưng vị bác sĩ lại trực tiếp xông tới ngăn anh lại. Không ngờ được là lần này lại là Seha thế chân của người thần bí, lỡ tay giết chết bố mình, còn nhân viên dọn vệ sinh thì lại trở thành nhân chứng. Xem ra đoạn lịch sử này thực sự không dễ thay đổi đây, mà cảnh này vừa hay lại bị nhân viên dọn vệ sinh nhìn thấy hết. Ông sợ hãi mà vội vàng chạy khỏi hiện trường, thế là Seha cũng vội vàng chạy đến ngăn ông lại.
và đổ hết mọi tội lỗi lên người ông vì anh ý thức được chỉ cần ông không chết thì mọi thứ đều không thể nào thay đổi được. Lúc này con trai của nhân viên lao công tới cắn vào tay anh, do đó anh lại bắt đầu xuyên không. Lúc này anh quay lại lúc người phụ nữ bí ẩn tiêm thuốc cho mẹ mình. Anh tới giật lấy thuốc mới phát hiện ra thì ra chỉ là vitamin rất bình thường. Trong chớp mắt lại đến cảnh người phụ nữ đó giúp tên hung thủ chạy trốn. Seha cũng bám theo đến đó, anh chỉ muốn biết rốt cuộc phải làm sao mới có thể thay đổi kết quả. Vì anh phát hiện ra chỉ cần cứu người lẽ ra phải chết thì không thể nào tạo ra mạng lưới phòng ngự được, nhưng người phụ nữ bí ẩn chỉ biết. Việc bản thân giết nhân viên dọn vệ sinh và bố của Seha cũng là lựa chọn bất đắc dĩ. Người phụ nữ khuyên anh đừng cố thay đổi lịch sử. Nhưng anh lại nói về bệnh tình của cô ta, anh đoán được rằng chỉ cần nhân viên dọn vệ sinh không chết thì người phụ nữ thần bí sẽ phải hóa thành tro bụi. Lúc này anh mới hiểu ra tại sao khi đó cô lại giết hại một nhân viên dọn vệ sinh nhỏ bé. Còn người phụ nữ sau khi gửi tin nhắn cho tên sát thủ xong thì cũng khuyên Seha đừng tiếp tục nhúng tay vào chuyện này nữa. Sau đó cô lại rời khỏi đây, Seha nhìn mọi thứ trước mắt đang xảy ra theo đúng quỹ đạo lịch sử trước đó. Nhưng chính lúc hắn ta chạy qua trước mặt Seha thì anh lại phát hiện ra ở trong không gian này mắt của hắn đã bị bỏng. Lẽ nào hắn chính là con trai của nhân viên dọn vệ sinh đó? Seha trầm ngâm nhìn tên hung thủ rời đi. Anh lại lần nữa ấn thiết bị dịch chuyển tức thời và quay trở lại ngày 18 tháng 5 năm 1997 và vừa hay lại lần nữa nhìn thấy cảnh người phụ nữ đánh gục vị bác sĩ. Nhưng lần này người phụ nữ bí ẩn đó lại không để anh ta lại ở đó mà lại lôi anh ta vào trong phòng nghiên cứu. Lúc này nhân viên dọn vệ sinh vừa hay dắt con đi qua. Mà thời gian đã là 9 giờ 2 phút, Seha ý thức được lần này không giống như lần trước. Sau đó anh lại đến phòng nghiên cứu, nhìn thấy người phụ nữ đang bị suy yếu. Thế là anh liền đưa ra quyết định, anh lại ấn thiết bị dịch chuyển lần nữa, trực tiếp xuất hiện giữa đại sảnh. Ngăn nhân viên dọn vệ sinh đang chuẩn bị về nhà lại. Do có sự xuất hiện của anh nên lần này người phụ nữ đó đã ám sát hụt nhân viên lao công. Nhân viên dọn vệ sinh thấy vậy thì vội đưa con trai rời khỏi đây. Nhưng đã bị Seha ngăn lại, đúng lúc anh định ra tay thì người phụ nữ thần bí đó đã đến lấy mạng ông ta. Và cậu nhóc cũng lại lần nữa chứng kiến cảnh bố mình bị xoát hẹo. Điều này cũng chứng minh rằng tất cả đều đã tiến hành theo lịch sử trước đây. Sau đó Seha lại lần nữa quay lại phòng thí nghiệm, anh ôm lấy người bố đã mất của mình mà rơi nước mắt. Lúc này ông chú bảo vệ đã phát hiện ra nhân viên dọn vệ sinh ở giữa sảnh và Seha đang đứng nói chuyện. Ông vội vàng chạy vào phòng thí nghiệm nhưng lại bị người phụ nữ thần bí tóm lấy. Chính lúc cô định cho ông về với các cụ thì Seha đã kịp thời xuất hiện ngăn cô lại vì anh chắc chắn ông chú bảo vệ sẽ giữ bí mật. Đồng thời ông chú cũng đã thể là sẽ giữ kín miệng. Người phụ nữ bí ẩn thấy thế thì đành buông ông ra. Sau khi ông chú rời khỏi đó với vẻ mặt hoảng loạn, Seha lại lần nữa xuyên không đến năm 2000 và gặp bản thân của lúc nhỏ. Vì anh biết sau khi bố qua đời, mẹ bắt đầu uống rượu mỗi ngày, rồi còn bị trầm cảm nữa. Do đó mà khi còn nhỏ anh thường xuyên oán trách mẹ. Nên khi xuyên không về quá khứ anh đã ôm đứa bé cũng như đang an ủi mình. Cùng lúc đó người mẹ đã uống say mềm lúc này đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Bà ngồi dậy dọn dẹp sơ qua mặt bàn rồi đi vào nhà tắm. Nhưng sau khi bà tắm rửa xong bước ra ngoài thì lại nhìn thấy ngôi nhà vô cùng ngăn nắp. Và trên bàn còn có một bức thư vì hôm nay chính là ngày mà người mẹ gặp tai nạn và trở thành người thực vật. Nên Seha đã để lại cho bà một bức thư. Cổ vũ mẹ mình bắt đầu điều trị trầm cảm từ bây giờ. Sau khi xem xong bức thư, bà không tin vào mắt mình mà đứng hình tại chỗ. Seha đã xuyên không về cục quản lý. Mà thời gian chính là lúc anh xông vào trong phòng thí nghiệm để cướp thiết bị dịch chuyển tức thời, còn Elchin thì vẫn đang dùng ống tiêm uy hiếp người phụ nữ bí ẩn. Trên miệng còn không ngừng khuyên ngăn hai người, nhưng Seha vẫn như trước đây, không thèm để ý đến anh mà lại trực tiếp tự rạch tay mình. Hai người Sebok chưa biết chuyện gì đang xảy ra nên đã bị cảnh trước mặt làm cho đứng hình. Sau đó Seha liền lấy ra một con chip, chuẩn bị trả lại cho người phụ nữ thần bí. Lúc này Sebok đã hiểu ra, anh đã thử thay đổi lịch sử và từ chỗ anh cô biết được. Thế giới không có mạng lưới giống như là địa ngục trần gian vậy. Lúc này Elchin nhận được cuộc gọi từ đồng nghiệp. Nhưng đầu dây bên kia vẫn chưa nói xong thì đã im bặt rồi. Thì ra đội điều tra đặc biệt đã lắp bom bên ngoài cửa, chuẩn bị phá cửa phòng thí nghiệm. Elchin không biết chuyện gì đang xảy ra nên định một mình ra ngoài kiểm tra tình hình. Còn Seha cũng tranh thủ thời gian trả con chip lại cho người phụ nữ bí ẩn. Nhân viên nghiên cứu sau khi nhìn thấy thẻ làm việc của Sebok thì vội vàng nói ra hai câu liên quan đến kết quả nghiên cứu về gen của người bí ẩn. Nhưng cô vừa mới nói được một nửa thì bên ngoài cửa truyền đến âm thanh cực lớn. Cứ như vậy người phụ nữ thần bí đã ấn nút tạm dừng. Thời gian lại quay lại một ngày trước khi tên hung thủ bị bắt, Sebok xuyên không về một công trình. Cô nhìn ra xung quanh và phát hiện ra mình đã từng đến đây. Còn ở bên này Seha trực tiếp xuyên không về hành lang của cục quản lý. Hơn nữa còn nhìn thấy Elchin vốn đã chết vừa nãy. Có điều anh ấy lại không hề nhớ được những chuyện vừa mới xảy ra. Lúc này điện thoại của Seha đã nhận được thông báo. Nội dung chính là yêu cầu anh nộp hàng lậu mà anh mang theo trên người. Seha đến văn phòng làm việc, nhìn thấy phó cục trưởng đã sống lại đang làm việc. Sau đó anh lại vào thang máy xuống tầng 1 gặp ông chú bảo vệ và giao hộp đạn trên người ra cho ông. Nhưng khi ông chuẩn bị đăng nhập vào hệ thống thì hình như bất ngờ nhớ ra Seha. Tiếp đó Seha ra xe chuẩn bị về nhà thì lại phát hiện ra địa chỉ hiện tại lại không giống với địa chỉ trước đây. Thế là anh liền lái xe theo định vị và tìm đến địa chỉ này. Nhìn thấy căn biệt thự trước mắt, anh mơ hồ mà ấn chuông cửa.
Sau đó cửa tự động được mở ra, Se Ha ôm theo một chút hy vọng đi vào trong nhà. Nhìn thấy khung cảnh trong nhà, anh thử gọi tên mẹ mình, theo tiếng gọi mẹ anh từ bếp đi ra. Thấy mẹ quan tâm đến vết thương trên mặt mình, Se Ha lộ ra nụ cười đã lâu không thấy. Sau đó từ chỗ bà anh biết được một chuyện khiến anh vô cùng kinh ngạc. Người sáng lập ra mạng lưới không phải là người phụ nữ thần bí mà lại chính là người bố đã mất của mình. Vì cục quản lý cho rằng sau khi bố anh sáng lập ra mạng lưới thì đã giết chết nhân viên dọn vệ sinh và cuối cùng bản thân đã chọn cách tự vấn. Do đó mà ông đã có được danh hiệu anh hùng đã cứu cả thế giới. Xem ra ông chú bảo vệ đã giữ kín chuyện này như lời hứa của mình. Và cũng vì hành động thay đổi lịch sử mà dì dọn vệ sinh vốn sống trong ga tàu điện đã bị tên hung thủ xoát hẹo. Sebok dựa vào trí nhớ trước khi xuyên không của mình để đến chỗ hung thủ ẩn thân. Nhưng khi đến đây cô lại không phát hiện ra bóng dáng của hắn đâu. Những túi đồ uống và đồ ăn trên bàn đã chứng minh người phụ nữ bí ẩn và hung thủ đã tạm thời ở đây một thời gian. Đi sâu hơn cô phát hiện ra một thi thể ở sau bậc thềm. Mà đó lại chính là bà dì dọn vệ sinh ở ga tàu điện kia. Sebok nhìn thấy vậy thì vô cùng đau lòng. Sau đó cô liền lấy một vài mẫu trên thi thể của bà rồi cất nó đi. Lúc này, phó cục trưởng của cục quản lý dẫn theo cấp dưới đến đây. Sebok nhìn thấy phó cục trưởng thì nhớ lại cảnh tượng bà ta bị súng bắn chết. Sau đó cô lại quay đầu nhìn Elchin và cũng nhớ lại cảnh tượng anh ấy bị nổ chết. Sebok chứng kiến tận mắt hai người tử vong nên cũng nói chuyện nhẹ nhàng với bọn họ hơn rất nhiều. Dựa vào những ký ức và những gì mà cô đã trải qua, cô tỉ mỉ phân tích hiện trường vụ án cho bọn họ. Sau khi phó cục trưởng nghe xong thì lập tức gọi điện sắp xếp đội tìm kiếm đặc biệt điều tra tung tích của hung thủ. Sau đó Sebok và mấy người bên phía phó cục trưởng cùng rời khỏi nơi này. Nào ngờ phó cục trưởng lại rất tò mò rằng vì sao Sebok lại biết chỗ ẩn nấp của hung thủ. Nhưng Sebok lấy lý do rằng đây là nơi hung thủ xuất hiện lần cuối cùng để lấp liếm bỏ qua. Phó cục trưởng có tâm tư thâm sâu sao có thể tin lời của Sebok chứ. Sau khi ra khỏi trạm tàu điện ngầm, Sebok đặc biệt tới chào tạm biệt phó cục trưởng. Cô thúc giục phó cục trưởng nhanh chóng tìm ra người phụ nữ thần bí để bà tự mình khám phá ra thứ công nghệ tân tiến của loài người. Sau đó Sebok đưa gia đình của dì Lao Công và bảo ông cụ ngồi xe của mình. Elchin thấy vậy cũng lên xe của Sebok. Sau khi Sebok và nhóm người của phó cục trưởng rời khỏi nơi này thì camera lia đến sân thượng của tòa nhà. Đó chính là người phụ nữ thần bí đang lặng lẽ quan sát mọi chuyện. Sau khi cô đến nơi ẩn nấp của hung thủ thì quan sát xung quanh và phát hiện chiếc giày của dì Lao Công. Cô nhìn thấy chiếc giày trên mặt đất thì lòng rối như tơ vò. Cô muốn xuyên không trở về lần nữa để cứu dì Lao Công nhưng đột nhiên cô từ bỏ suy nghĩ này bởi vì cô biết cho dù lịch sử bị sửa đổi thành như nào thì sẽ luôn có người mất mạng. Đến buổi tối, hung thủ đang ngáy khò khò trên ghế dài ở công viên thì mơ thấy dì Lao Công bị hắn giết hại và người phụ nữ thần bí. Kết quả hắn sợ hãi đến mức bừng tỉnh, có điều hắn tỉnh dậy cũng rất đúng thời điểm. Đúng lúc nhân viên của đội tìm kiếm đặc biệt đến đây tìm hắn, mỗi người cầm một chiếc đèn pin và cầm một cây côn điện kiểm tra từng người. Nhưng hung thủ đã trốn ở trong cầu trượt từ lâu và cố gắng bám chắc vào trong. Đột nhiên một đôi chân xuất hiện, thế là hung thủ căng thẳng đến mức không dám thở. Mà nhân viên của đội tìm kiếm đặc biệt bên ngoài nhìn thấy cầu trượt dường như nghĩ đến điều gì đó. Chuyển cảnh, Sebok đến nhà của Se Ha để tìm anh nhưng Se Ha lại rất tò mò vì sao Sebok lại tìm được nơi này. Nhưng Sebok lại nói rằng bọn họ đã từng cùng nhau phân tích camera giám sát được sao chép từ tầng 13 ở đây. Mà tất cả những chuyện này đều là những gì Sebok nhớ sau khi lịch sử bị thay đổi cho nên Se Ha không hề biết trước đó đã xảy ra chuyện gì ở không gian này. Sau đó hai người nhắc đến chuyện lúc Se Ha xuyên không để sửa đổi lịch sử, thế là Se Ha lại nói rằng mình đã thử nhiều lần sửa đổi lịch sử nhưng mỗi lần đều không có kết quả như mong muốn. Lần đầu tiên sửa đổi nhưng không tránh khỏi cái chết thương tâm của bố mình và nhân viên dọn dẹp bị giết, lần thứ hai sửa đổi. Mặc dù tránh được việc bố mình và nhân viên dọn dẹp bị giết nhưng kết quả là người phụ nữ thần bí đột nhiên biến mất và hóa thành tro bụi. Vì thế không thể hoàn thành hệ thống mạng lưới điện, cho nên tương lai trở thành địa ngục nhân gian. Mặc dù anh cứu sống được bố mẹ và cả gia đình cũng đoàn tụ nhưng đây là hạnh phúc có được từ sự hy sinh của mọi người trên trái đất này. Mà lần thứ ba sửa đổi, bản thân anh đã tự tay giết bố mình. Lần thứ tư sửa đổi, anh không thay đổi bất kỳ điều gì. Mọi thứ đều được tiến hành theo kế hoạch ban đầu nhưng đến cuối cùng bản thân anh và người phụ nữ thần bí đã giết nhân viên dọn dẹp. Bởi vì anh phát hiện nếu người vốn dĩ phải chết mà không chết vậy thì người phụ nữ thần bí sẽ biến mất. Như vậy thì hệ thống mạng lưới điện cũng không thể hoàn thành được. Cho nên anh phải giúp đỡ người phụ nữ thần bí. Hơn nữa lúc anh xuyên không chỉ có thể trở về quá khứ chứ không thể xuyên không đến tương lai bởi vì tương lai vẫn chưa xảy ra cho nên không thể xuyên qua nút thời gian ban đầu. Sau đó Sebok nói rằng mình từng bị người phụ nữ thần bí tấn công. Trong đầu cô chợt lóe lên một vài cảnh tượng. Do cô cũng không xác định rằng mình đã nhìn thấy điều gì nên không thể giải thích rõ ràng với anh được. Sau đó Sebok lại nói ra chuyện hung thủ giết hại dì Lao Công ở trạm tàu điện ngầm nhưng Se Ha cảm thấy đây chính là lịch sử lặp lại và anh nói ra thân phận của hung thủ chính là con trai của nhân viên dọn dẹp. Thế là hai người nhanh chóng suy đoán và đưa ra kết luận. Thông qua những hành động liên tục giải cứu tên hung thủ của người phụ nữ bí ẩn, cả hai suy đoán có thể hai người đó có mối quan hệ với nhau khả năng là máu mủ. Ngày hôm sau để điều tra hung thủ nên phó cục trưởng đã đến trại trẻ mồ côi nhưng bà tình cờ nhìn thấy Sebok đi ra từ trong đó. Phó cục trưởng hỏi viện trưởng thì mới biết rằng hung thủ được trại trẻ mồ côi nhặt được bên vệ đường và đem về nuôi lớn. Lúc đó hắn bị dọa sợ nên vẫn không mở miệng nói chuyện cho nên viện trưởng đặt cho hắn một cái tên là Kim Manok.
nhưng tên ban đầu của hung thủ là Lee Seon, mà viện trưởng cũng mới biết thông tin này từ phía Sebok. Còn Sebok thì sao? Trước khi cô đến đây đã biết được cái tên này từ mẹ nuôi của hung thủ, lúc này phó cục trưởng mới tỉnh ngộ. Sau đó bà ta cầm bức tranh phác họa người phụ nữ thần bí cho viện trưởng xem, nhưng sau khi biết được Sebok không nghe ngóng về hung thủ thì vô cùng hoài nghi và vào trong xe. Điều này khiến bà ta thật sự không thể nghĩ ra được vì sao một thám tử nhỏ nhoi lại biết được nhiều thông tin hơn cả cục quản lý chứ. Bà ta nghi ngờ Sebok lấy thông tin từ nhân viên nội bộ trong cục quản lý, vì thế sau khi bà ta đến văn phòng đã gọi ngay Elchin vào trong. Sau một hồi thăm dò, bà ta nhanh chóng biết được kết quả, đó là Elchin không hề biết gì về chuyện này. Thế là bà ta nhìn về phía bàn làm việc của Seha và biết được từ phía cấp dưới rằng Seha đã rời khỏi cục quản lý với toàn thân đầy máu vào tối qua. Giống như đã đánh nhau với ai đó vậy, hơn nữa lúc đó còn kích hoạt cả còi cảnh báo, điều này khiến phó cục trưởng bừng tỉnh. Bởi vì bà ta biết rằng hệ thống cảnh báo của cục quản lý đặc biệt nghiêm ngặt, không ai có thể cầm theo vật cấm đi vào trong này, trừ khi người đó mang theo vật cấm bất ngờ xuất hiện ở cục quản lý. Bà ta nhanh chóng mở lại video giám sát ngày hôm qua để kiểm tra và phát hiện Seha vốn đang đứng nghe điện thoại đột nhiên biến thành Seha bị thương nặng và ngã xuống đất. Hơn nữa quần áo trên người còn dính đầy máu. Sau đó bà ta lại mở đoạn video giám sát năm 1997 ra để đối chiếu. Thế là bà ta đã phát hiện Seha giống hệt quần áo và vết thương trong hai đoạn video, phó cục trưởng lập tức hiểu rõ ngọn ngành. Bà ta vội vã gọi điện cho bảo vệ để hỏi thăm xem tối qua Seha có mang theo vật cấm theo người không. Nhưng ông chú bảo vệ lại không nói ra sự thật mà bịa đặt một lời nói dối để lấp liếm qua phó cục trưởng. Bởi vì Seha là người có ơn cứu mạng của ông ấy. Cho nên hôm qua lúc hai người họ gặp nhau, mặc dù ông đã nhận ra Seha nhưng cũng không hề lên tiếng. Ông vội vã gửi tin nhắn cho Seha, nội dung là nhắc nhở rằng anh đã bị phó cục trưởng phát hiện. Chuyển cảnh, Sebok đưa cho bác sĩ một túi tài liệu. Thế là bác sĩ hào hứng vui vẻ mở ra xem. Vậy mà bên trong lại chính là hai chiếc cốc và một đôi đũa đã bị dùng. Sebok muốn bác sĩ kiểm tra đối chiếu DNA trên hai vật phẩm này. Bởi vì đây đều là những mẫu vật được thu thập từ hiện trường vụ án ngày hôm qua, cô muốn điều tra xem người phụ nữ thần bí và hung thủ có mối quan hệ máu mủ hay không và cố ý. Dặn dò bác sĩ rằng nhất định phải sử dụng tất cả các dữ liệu để tra ra được dữ liệu về họ. Mà bên khác phó cục trưởng đến thẳng nhà của Seha. Mà phó cục trưởng lại hỏi Seha rằng anh đã trở về quá khứ như nào, nhưng vừa mới nói được vài câu thì Seha nói thẳng những bất mãn của mình ra. Anh căm hận cục quản lý vì đã dám che giấu cái chết của bố anh, nhưng phó cục trưởng lại phản biện lại rằng phải cần có người đứng ra nhận trách nhiệm về việc tạo ra hệ thống mạng lưới, chứ không phải một người phụ nữ kỳ lạ không biết từ đâu xuất hiện tạo lên. Cho nên mới lợi dụng bố Seha để tạo niềm tin với các quốc gia khác tham gia vào hệ thống lưới bảo vệ của Hàn Quốc. Và việc bọn họ che giấu cái chết của bố Seha bởi họ đã phát hiện đoạn video tại hiện trường sát hại nhân viên lao công có sự xuất hiện của Seha và người phụ nữ bí ẩn đó. Cho nên việc bọn họ che giấu cái chết của bố anh hoàn toàn là do anh. Cứ như vậy, Seha không thể thốt nên lời mà sững sờ tại chỗ. Lúc này phó cục trưởng nhận được điện thoại của Elchin và Elchin nói với bà ta rằng lúc kiểm tra camera ở văn phòng thì thấy hung thủ xuất hiện ở một trung tâm phúc lợi và bây giờ đã bị đội tìm kiếm đặc biệt bắt giữ. Phó cục trưởng dặn dò Elchin rằng hãy đề cao cảnh giác và chờ người phụ nữ thần bí xuất hiện. Sau khi bà ta nói xong và đi được vài bước thì quay đầu lại bảo Seha cùng đi với mình. Nhưng Seha lúc này chợt nhớ đến người phụ nữ thần bí. Seha sững sờ tại chỗ một lúc rồi lấy lý do thay quần áo để trở về nhà. Sau đó anh thông báo ngay với Sebok rằng hung thủ đã bị bắt và dường như Seha muốn nói gì đó. Thì Sebok lại lấy lý do có cuộc gọi quan trọng khác nên vội vã ngắt điện thoại của Seha. Hóa ra bác sĩ đã có kết quả xét nghiệm DNA của người phụ nữ thần bí. Sau khi xét nghiệm thì phát hiện DNA của người phụ nữ thần bí đã được khôi phục lại bình thường, nhưng có một tin tức động trời là bác sĩ phát hiện Sebok và người phụ nữ thần bí có mối quan hệ máu mủ mẹ con. Không chỉ như vậy, hung thủ và người phụ nữ thần bí đều có nhóm máu hiếm tương đồng và nhóm máu của hai người có DNA phù hợp đến 13%. Nếu dựa theo trình tự loại trừ trước sau thì rất có khả năng hung thủ từng là ông cố của người phụ nữ thần bí. Còn Sebok chính là bà cố của người phụ nữ thần bí hoặc là người thân trực hệ bên mẹ của người phụ nữ bí ẩn. Sebok nghe xong thì choáng váng đầu óc, cô đờ đẫn ngồi chỗ đó. Sau khi cúp điện thoại, cô như người mất hồn trở về xe của mình và trong đầu lóe lên cảnh tượng đánh nhau với hung thủ và dì lao công bị hắn giết hại. Cô không thể nghĩ ra nổi lẽ nào mình thật sự có con với hung thủ sao. Sau khi tỉnh táo lại thì cô liền suy nghĩ ra cách để ngăn chặn những chuyện này. Còn về phía cục quản lý, bọn họ đang chuẩn bị cái bẫy dụ người thần bí tới. Tất cả các nhân viên đều đề cao cảnh giác và sẵn sàng chờ lệnh, họ đang chờ đợi hung thủ bị áp giải đến. Nhưng hắn vừa bước vào trong sảnh thì ông chú bảo vệ đã tới ngăn cản bọn họ với lý do là đăng ký ra vào và lấy điện thoại ra quét hung thủ để đăng ký ra vào. Lúc này phó cục trưởng cùng Seha cũng đúng lúc đến đây, phó cục trưởng gọi thẳng tên của hung thủ. Hung thủ cho rằng bà ta nhận nhầm người nên phớt lờ bà ta, nhưng phó cục trưởng lại chỉ ra cửa lớn và nói ra vụ án nhân viên dọn dẹp bị giết hại vào năm 1997. Hung thủ nghi ngờ nhìn ra cánh cửa lớn và nhớ lại đoạn ký ức vào năm 1997. Nhờ sự dồn ép liên tục của phó cục trưởng, mọi thứ trước mắt dần dần hiện ra. Lúc này phó cục trưởng cũng kéo Seha đến và bảo hung thủ nhìn xem năm đó có phải đã từng gặp Seha trước mặt không. Hung thủ nhìn thấy anh ấy thì trong đầu lóe lên bản thân hắn lúc nhỏ.
Phó cục trưởng cho rằng hung thủ không nhận ra CH nên bảo đội tìm kiếm đặc biệt đưa hắn đi thì hung thủ đột nhiên quay người nhào về phía CH và dùng hai tay bóp chặt cổ của anh ấy. Mà phó cục trưởng lại ra lệnh bảo cấp dưới đừng nhúng tay vào và bảo họ quan sát xung quanh và đợi người phụ nữ thần bí xuất hiện. Nhưng CH cũng không phải dạng yếu đuối, anh đạp ngã hung thủ đang đè trên người mình ra. Hung thủ định vùng dậy nhưng hắn nhanh chóng bị khống chế, cứ như vậy. Hắn nhớ lại người đàn ông đã hại chết bố mình, nhưng đáng tiếc là người phụ nữ thần bí không hề xuất hiện mà phó cục trưởng cuối cùng cũng nhận được đáp án mình muốn. Phó cục trưởng còn sắp xếp Elchin đi theo đội tìm kiếm đặc biệt, còn mình thì đi theo mấy người CH vào trong thang máy và đưa anh ấy lên phòng thẩm vấn ở tầng 13 mà cục trưởng đã đợi ở đây khá lâu. Vào lúc cục trưởng muốn hỏi CH thì anh lại chủ động đã nói ra mọi chuyện về việc trả lại thiết bị, dịch chuyển tức thời cho người phụ nữ thần bí và anh cũng nói ra cả chuyện người phụ nữ thần bí cố ý bị bắt. Nhưng vì sao cô ta lại cố ý phối hợp với họ để bị bắt thì hiện tại anh vẫn chưa rõ. Cục trưởng nghe xong thì tức giận trách cứ CH. Ông ta cho rằng CH đã bỏ lỡ cơ hội có 102 để có thể thay đổi vận mệnh của con người. Nhưng phó cục trưởng lại cảm thấy hứng thú về quá trình người phụ nữ thần bí bị bắt. Bà ta thẩm vấn CH. Kế hoạch của cục quản lý lúc đó là gì? Sao chúng ta có thể bắt được người phụ nữ thần bí? Chúng ta không thể dùng cách y hệt được. Lúc đó chúng tôi nói rằng mạng lưới điện xảy ra sự cố và người phụ nữ thần bí biết là do tôi đề nghị. Nếu cô ta biết hết mọi chuyện, vậy thì phải làm sao đây? Sau khi hai người ra bên ngoài thì quả thực không dám tin những gì mình đã nghe thấy nhưng cũng không có lý do nào để mà họ không tin CH cả. Nhưng điều khiến họ nghi ngờ nhất là hung thủ luôn được người phụ nữ thần bí bảo vệ thì lại bị bắt. Vì sao lại chủ động thả hắn ra chứ? CH có thể hiểu được khẩu hình miệng đang nghe trộm nội dung cuộc trò chuyện của bọn họ. Nhưng bác sĩ đang làm kiểm tra cơ thể cho anh dường như cũng phát hiện điều bất thường trong cơ thể của anh. Mà bên khác, xe bốc đang bị đội tìm kiếm đặc biệt chặn ở cửa nhưng được Elchin đi tới giải vây giúp cô. Xe bốc muốn tìm hung thủ để hỏi một vài chuyện, thậm chí muốn giết người đàn ông có thể cùng với mình sinh ra thế hệ sau. Sau khi cô được Elchin khuyên nhủ thì bất đắc dĩ đành phải rời khỏi nơi này. Cùng lúc đó, hung thủ bị đưa đến một căn phòng bí mật chuyên giam giữ tội phạm. Một đống thành viên của đội tìm kiếm đặc biệt vây quanh lấy hắn và lén lút lắp đặt máy theo dõi vào trong quần áo của hắn. Bọn họ biết rằng nếu trông chừng hung thủ quá nghiêm ngặt thì người phụ nữ thần bí sẽ không xuất hiện. Cho nên họ cố ý tạo ra cơ hội chạy trốn để hung thủ tự chạy thoát ra ngoài và dụ người phụ nữ thần bí xuất hiện. Lúc này đúng lúc Sebok đang lái xe chuẩn bị rời khỏi nơi này nhưng hung thủ lại chạy đi từ phía sau xe của cô ấy. Mà Sebok có thói quen nhìn gương chiếu hậu nhưng lại bị chiếc xe mô tô đi qua chặn tầm nhìn của cô. Hung thủ vốn dĩ sẽ bị Sebok phát hiện đã thuận lợi tránh được cửa ải của Sebok. Mà người lái xe mô tô chính là người phụ nữ thần bí. Mà nhân viên trong cục quản lý đã trang bị vũ khí đầy đủ để bắt đầu hành động vây bắt. CH cũng bị bọn họ coi là mồi nhử và cùng đuổi theo hung thủ. CH cũng bị bọn họ coi là mồi nhử và cũng được tham gia truy bắt. Mà hung thủ đang chạy trốn thì đã chạy đến một con hẻm nhưng lại bị một người đàn ông đội mũ bất ngờ xuất hiện đụng trúng và ngã xuống đất. Còn phó cục trưởng trong phòng chỉ huy nắm bắt được tuyến đường của hung thủ bằng hệ thống định vị. Đội tìm kiếm đặc biệt cũng nhìn tín hiệu theo dõi để tìm đến mục tiêu nhưng lúc họ tìm đến chỗ tín hiệu phát ra từ máy theo dõi thì phát hiện máy theo dõi đã bị ném vào một chiếc túi sách. Thế nhưng họ không hề biết rằng người đàn ông đội mũ vừa đụng phải hung thủ đã khiến tất cả mọi người đều mất dấu hung thủ. Cùng lúc đó, CH một mình tìm đến một góc không người và nhận được tin tức rằng đã mất dấu hung thủ, mà hung thủ lúc này đang trốn trong chiếc lều ngay trước mặt CH. Hắn ta đang quan sát mọi hành động của anh ấy thông qua khe hở của chiếc lều và trong đầu lóe lên cảnh tượng CH và người phụ nữ thần bí đã giết bố mình. Hung thủ đang nhìn CH từng bước ép sát lại thì hoang mang nhìn xung quanh và nhặt chiếc xà beng ở bên cạnh lên. Mà CH đang chuẩn bị rời khỏi nơi này nghe thấy động tĩnh thì quay trở lại. CH nhìn thấy cờ lê rơi trên mặt đất thì muốn cúi người xuống nhặt nhưng trong đầu hung thủ lại xuất hiện cảnh tượng bố mình bị giết. Ám ảnh tuổi thơ khiến hung thủ vô cùng sợ hãi, hung thủ lúc này đã hoàn toàn mất lý trí. Hắn cầm xà beng trong tay và xông về phía CH và đâm xà beng vào eo của CH. Xem ra hung thủ muốn CH không có con cháu đời sau mà CH ôm chặt eo và gục ngã xuống mặt đất. Chính vào lúc hung thủ muốn ra tay giết CH thì bị đội tìm kiếm đặc biệt đến kịp thời bắn trúng. Còn CH lúc này cũng không chống đỡ được nữa mà ngã gục xuống đất và nhớ lại những lời người phụ nữ thần bí từng nói với mình vào năm 1997. Chúng ta đã thử lặp lại mấy chục lần rồi. Muốn tìm cách khác là vì muốn chúng ta được sinh ra, mẹ tôi và cả tôi. Vậy mẹ tôi thì sao? Nếu tôi cũng chết thì không còn ai có thể chăm sóc bà ấy nữa. Tôi sẽ không chết vì cô. Vậy anh nghĩ cách giúp mẹ anh đi. Lúc nào thì tôi chết? Hóa ra, lúc này CH biết được tương lai mình sẽ chết từ miệng của một người phụ nữ thần bí nên đã xuyên không trở về ngày hôm mẹ anh xảy ra tai nạn trở thành người thực vật. Anh để lại cho mẹ mình một lá thư và một danh thiếp của bác sĩ vì anh muốn cổ vũ mẹ mình hãy vực dậy tinh thần để bắt đầu điều trị bệnh trầm cảm. Tránh việc sau khi mẹ anh trở thành người thực vật thì không có ai chăm sóc. Cứ như vậy CH khóc đến đờ đẫn. Anh nhìn bầu trời trong xanh thì lẩm bẩm tên mẹ mình trong lòng và chậm rãi nhắm chặt mắt rồi qua đời. Mà bên khác người phụ nữ thần bí trông rất đau lòng. Cô nhìn xung quanh thì phát hiện mọi người trong công viên đang chơi đùa nhưng đột nhiên cô lại cảm nhận được một nguồn sức mạnh lớn đang kiểm soát thời gian. Cô kinh ngạc nhìn xung quanh và phát hiện đàn quạ đang bay trên trời cùng đoàn người đang chơi đùa trên mặt đất chợt dừng lại tại chỗ. Cô vội vã lấy thiết bị dịch chuyển tức thời ra để kiểm tra và phát hiện mình không thể kích hoạt được.
Sau khi thời gian ngừng lại vài giây thì mọi thứ khôi phục lại trạng thái bình thường. Nhưng thời gian lại chính vào lúc hung thủ chạy trốn khỏi cục quản lý và khác với lúc trước đó là người phụ nữ thần bí không lái xe mô tô đuổi theo hung thủ đang chạy trốn như lúc trước. Sebok vừa hay nhìn thấy hung thủ chạy trốn thì đuổi theo hắn đến một ngõ hẻm nhưng lại gặp Seha. Hai người đuổi theo hung thủ và đến một góc không bóng người thì dừng lại rồi nói chuyện. Mà hung thủ thì đang ở trong lều bên cạnh quan sát bọn họ. Sebok tự trách mình không thể đích thân giết chết hung thủ. Còn hung thủ đang ở bên cạnh nghe xong thì vô cùng tức giận và nhặt cờ lê dưới đất và xông ra. Đúng lúc hắn chuẩn bị giơ cờ lê lên để hạ gục Sebok thì thời gian lại dừng lại và người phụ nữ thần bí xuất hiện. Tất cả mọi thứ đều dừng lại tại chỗ. Lúc cô nhấn thiết bị dịch chuyển tức thời để khôi phục lại thì phát hiện một nguồn sức mạnh cực lớn đang khuấy đảo mọi thứ. Cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời và lâm vào suy tư. Mọi thứ xung quanh cũng dần trở lại bình thường. Cô cũng giơ tay lên túm chặt cổ tay của hung thủ. Thì từ đâu ra người đàn ông thần bí lao tới giao tranh với cô. Bọn họ chơi trò trượt đuổi dịch chuyển phiên bản người hùng tia chớp. Cuối cùng họ dừng lại ở viện bảo tàng. Hai người đều là người đến từ tương lai và nhìn nhau đầy háo hức. Người đàn ông thần bí ấn thiết bị dịch chuyển tức thời trước một bước. Thế là người phụ nữ thần bí phát hiện ra điều bất thường. Thiết bị của người đàn ông là khôi phục dòng thời gian nhưng vì không muốn ảnh hưởng đến những người đọc sách gần đó nên cả hai lao vào cuộc đối đầu hồng lam khốc liệt. Dịch chuyển trực tiếp từ thư viện đến bên một đường ray không người, lúc hai người đang đánh nhau kịch liệt. Lúc người phụ nữ thần bí chuẩn bị ra tay giết người đàn ông thì một chuyến tàu đang chạy tới. Thế là hai người đồng thời rời khỏi nơi này. Mà bên khác, bởi vì thời gian trở lại bình thường nên không thể tránh khỏi sự việc bi kịch xảy ra. Seha không chút do dự chắn ở phía sau để bảo vệ Sebok và bị hung thủ cầm cơ lê đập ngã xuống đất. Mà khoảnh khắc Sebok ngã xuống đất đã nhân cơ hội bắn trúng hung thủ. Thế là hung thủ toi đời, còn Seha bị hung thủ đánh vào sau đầu cũng từ từ quỳ xuống đất và gục xuống. Sebok thấy vậy thì ôm chặt phần đầu của Seha. Nước mắt ngập trong hốc mắt rơi xuống như ly nước tràn ra ngoài và liên tục lẩm bẩm Seha đừng chết. Nhưng Seha vẫn không thể thoát khỏi móng vuốt của thần chết, cuối cùng chết trong vòng tay của Sebok. Mà những thành viên trong cục quản lý nghe thấy tiếng súng thì cũng chạy tới. Nhưng khi nhìn thấy Seha đã chết thì không dám tin vào mắt mình mà đứng sững sờ tại chỗ. Lúc này, phó cục trưởng của phòng chỉ huy nhắc nhở Elchin rằng lúc này người phụ nữ thần bí đang ở bên cạnh anh ta. Nhưng bất ngờ thời gian một lần nữa dừng lại. Dường như có một nguồn sức mạnh cực lớn đang khống chế mọi thứ. Cả hai người thần bí đều phát hiện ra điều bất thường nên đều ấn thiết bị dịch chuyển tức thời trong tay để xuất hiện tức thời đến bên cạnh Seha. Họ phát hiện máu của Seha chảy dưới đất đang bắt đầu chảy ngược trở lại một cách thần kỳ. Điều này cũng có nghĩa rằng thời gian đang đảo ngược. Không phải do tôi, cô không thấy sao? Người phụ nữ thần bí thấy vậy thì không hề ngăn cản hắn ta mà người đàn ông thần bí cũng dùng thiết bị dịch chuyển tức thời tạo thành một kết giới bảo vệ Seha để anh không bị quấy nhiễu mà thuận lợi chết đi trong kết giới. Mà người phụ nữ thần bí cũng không hề nhàn rỗi, cô cũng tạo thành một kết giới bảo vệ Sebok. Bởi vì Sebok không bị quấy nhiễu trong kết giới nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì sững sờ tại chỗ. Người phụ nữ thần bí ôm chặt cô ấy, cô sẽ cứu anh ấy đúng không? Cô đến để cứu anh ấy đúng không? Giữa chúng ta thực sự có liên quan đến nhau sao? Sau đó, người phụ nữ thần bí nhìn lên bầu trời và thấy nguồn sức mạnh cực lớn kia đã biến mất và họ cũng dần dần gỡ kết giới rồi rời đi cùng người đàn ông thần bí. Lúc này toàn bộ âm mưu của người phụ nữ mới được tiết lộ, mục đích của người phụ nữ là muốn chắc chắn mình được sinh ra trong tương lai. Nên cô ta đã kỳ công lập ra một kế hoạch và để thực hiện kế hoạch này, cô đã từng bước hoàn thành những chuyện xảy ra sau đó. Đầu tiên đương nhiên là hoàn thiện hệ thống lưới điện để ngăn chặn nhiều người chết hơn trong khi bảo vệ trái đất tồn tại đến tương lai năm 2091. Thứ hai là bảo vệ Sebok và ngăn cản cô ấy sinh con với người đàn ông khác. Cô quay về năm 1997 giải cứu trái đất, đồng thời lấy mạng người cha của Seha và cũng như giết người lao công để che đậy cái chết của bố anh, tạo tiền đề cho sau này anh tìm hiểu về cái chết của người cha mình. Năm 2021 đúng theo kế hoạch, Seha vào cục quản lý làm việc và dẫn tới việc anh du hành thời gian để sửa đổi lịch sử và thất bại. Khoảng thời gian này anh đã vô tình gieo lên sự thù hận vào tên hung thủ khi hắn đã cho rằng anh là kẻ giết cha hắn. Vào thời điểm người phụ nữ thần bí và Seha có một cuộc trò chuyện, anh đã nhận ra việc mình thay đổi quá khứ là vô ích và mình cũng sắp chết. Thế nên anh quay lại năm 2021 để trả thiết bị dịch chuyển cho cô gái, để rồi chính anh bị cô ám hại từ đây. Cô đẩy anh về khoảng thời gian anh nghe điện thoại trong trụ sở để anh bị ghi hình. Điều này dẫn tới sự kiện anh xô sát với tên hung thủ ở trụ sở. Và rồi anh cũng bị chính hắn xiên que ngay trên đường truy bắt hắn, hoàn thành mục đích thủ tiêu tình địch của bà cố nội của người phụ nữ thần bí. Mọi chuyện đều xảy ra đến bước này theo kế hoạch của người phụ nữ thần bí nhưng đúng lúc này người phụ nữ thần bí phát hiện thời gian bị dừng lại. Điều này có nghĩa rằng có người đang thử thay đổi lịch sử của người phụ nữ thần bí cho nên cô đã nhìn lên bầu trời rất nhiều lần trong tập này. Thời gian đảo ngược. Thời gian lại trở về lúc hung thủ chạy thoát khỏi cục quản lý. Vì sao lại đến khoảng thời gian này? Đó là vì kẻ phản diện muốn giết Sebok và không muốn người phụ nữ thần bí được sinh ra trong tương lai. Cho nên lần này Sebok nhìn thấy hung thủ đang chạy trốn và đi theo Seha đến chỗ hung thủ ẩn nấp. Lúc hung thủ đang chuẩn bị giết Sebok thì người phụ nữ thần bí xuất hiện ngăn cản hắn. Nhưng đúng lúc này người đàn ông thần bí xuất hiện và ngăn cản cô ấy. Hai người bắt đầu anh đuổi tôi bắt theo bản anh hùng tia chớp ngầu lòi. Lúc bọn họ đánh xong và trở lại thì phát hiện Sebok vẫn bình an vô sự nhưng Seha và hung thủ đều đã tử vong.
Vốn dĩ cô định lợi dụng hung thủ để giết Seha nên bây giờ cả hai đều chết thì cũng không sao cả. Nhưng lúc này thời gian lại bị dừng lại. Hai người thần bí bọn họ phát hiện thì lập tức lóe lên và đến bên cạnh Seha. Họ phát hiện máu của Seha đang chảy xuống đất lại chảy ngược trở về như một kỳ tích. Điều này cũng có nghĩa rằng thời gian đang bị đảo ngược, như vậy thì Seok sẽ được sống lại. Vì thế người đàn ông thần bí dùng thiết bị dịch chuyển tức thời để tạo một kết giới và bảo vệ Seha chết một cách suôn sẻ trong kết giới. Sau đó hai người cùng rời khỏi nơi này, còn phó cục trưởng trong phòng chỉ huy phát hiện có hai người từ tương lai xuyên không đến đây nhờ cường độ sóng điện tử tại hiện trường. Đợi sau khi tất cả mọi người rời đi thì một đôi giày đen xuất hiện tại hiện trường mà Seha tử vong. Hóa ra là người phụ nữ thần bí nhưng khác biệt ở chỗ là trên mặt cô không có vết sẹo. Khả năng cô là người phụ nữ thần bí xuyên không đến đây từ một không gian khác. Đám tang của Seha nhanh chóng được cử hành, Seha được an táng ngay cạnh bố của anh ấy. Còn Sebok và Elchin gặp nhau, hai người uống bia với nhau và nhắc đến chuyện xuyên không của Seha và Sebok trước đây. Sau đó hai người trò chuyện mãi liền đến cảnh chạm môi. Thời gian đến một năm sau, Sebok đã sinh một cô con gái nhưng lại không rõ bố của cô bé là ai, đến chúng ta cũng không rõ. Lúc cô ôm đứa bé và thất thần thì phát hiện cảnh tượng trước mặt chính là cảnh tượng mà cô nhìn thấy khi người phụ nữ thần bí tấn công mình trước đây. Chính vào lúc này Elchin gấp gáp chạy đến và bảo Sebok bế đứa bé rời khỏi nơi này cùng anh ấy. Đồng thời nói với cô ấy rằng sắp gặp nguy hiểm, sau đó lại gọi tên con gái của Sebok. Hai người vội vã lên xe và rời khỏi nơi này. Mà bên khác, bởi vì phó cục trưởng phát hiện ra hai người thần bí nên đã đi thẳng đến trung tâm cốt lõi của cục quản lý để bắt được người phụ nữ thần bí. Bà ta đặc biệt lập một bộ phận nhưng lúc bà ta đứng ở chính giữa giả vờ ngầu lòi thì một luồng sức mạnh thần bí từ trên trời rơi xuống và hủy diệt cục quản lý thần bí năm 2022. Sau đó thời gian đến năm 2005, cục quản lý đang chống gió mặt trời cũng bị thiêu hủy thành tro bụi. Cuối cùng ngay cả cục quản lý năm 1997 cũng không thể tồn tại. Cuối cùng, lưới điện phòng ngự cứu rỗi loài người cũng dần dần biến mất mà trái đất cũng không còn có mạng lưới điện phòng ngự bảo vệ nữa. Đột nhiên camera lia đến một không gian không xác định, mạng lưới điện đã biến mất. Mọi thời gian và mọi lớp cũng đều biến mất rồi. Cũng chưa biết được, không ai biết được, thật sự có kết thúc không, mà bên khác. Elchin và Sebok đến cửa một căn nhà kho nhưng người mở cửa đón họ chính là người phụ nữ thần bí và Seha. Sebok đưa đứa bé cho người phụ nữ thần bí và sau đó mấy người cùng đi vào nhà kho. Xem ra, mấy người họ sẽ có cuộc chiến bảo vệ mạng lưới điện phòng ngự với kẻ phản diện ở phần 2. Bộ phim đến đây là kết thúc.